mấy chị nha. Hello mấy chị, ai đang xem thì chia sẻ livestream giúp em với nha mấy chị ơi. Ai đang xem thì chia sẻ like giúp em với nha. Hello mấy chị nha, hello mấy chị. Lâu ngày quá mới gặp lại mấy chị á. Hello mấy chị nha, ai đang xem thì chia sẻ like giúp em với nha mấy chị ơi. Ai đang xem chia sẻ livestream giúp em với nha. Chị nào đang xem thì cho em một chấm nha mấy chị ơi. Chị nào đang xem thì cho em một chấm nha. Chị nào đang xem thì cho em một chấm nha mấy chị. Chị nào đang xem cho em một chấm nha mấy chị ơi. Chia sẻ livestream giúp em nha. Mấy chị chia sẻ like giúp em nha. Chị nào đang xem thì chia sẻ like giúp em với nha mấy chị. Chia sẻ like để chân váy hết rồi em ơi, chân váy này chị không bán nha. Hello mấy chị yêu nha, hello mấy chị nha. Ai đang xem thì chia sẻ livestream cho em với nha mấy chị. Ai đang xem chia sẻ livestream với nha. Rồi chị nào đang xem thì cho em một chấm nha, đợi vô đông đông một xíu em bắt đầu like nha mấy chị. Chị nào đang xem thì cho em một chấm nha mấy chị ơi. Cho em một chấm rồi em bắt đầu like nha. Chị nào đang xem thì chia sẻ like giúp em với nha mấy chị. Chia sẻ like stream giúp em với nha. Có chân váy nha Uyên Uyên ơi, có chân váy nha em ơi, nhưng mà chị like lộn xộn nha. Like lộn xộn chứ không có like theo ý được cho em. Like lộn xộn nha. Hello mấy chị nha, ai đang xem thì chấm bài giùm em nha mấy chị ơi. Chấm bài chia sẻ live stream giúp em với nha. Chị nào đang xem thì chấm bài chia sẻ live giúp em với nha. Rồi đợi vô đông đông một xíu em bắt đầu like nha mấy chị. Đợi vô đông đông một xíu em bắt đầu like nha. Chấm. Chị Trang ơi, chọn đồ đi rồi mai em ship giày cho luôn. Hello mấy chị nha, ai đang xem thì chấm bài giùm em nha mấy chị ơi. Chấm bài giùm em nha. Chấm bài chia sẻ livestream giúp em với nha. Chấm bài chia sẻ like giúp em với nha mấy chị ơi. Lâu quá rồi em mới like lại. Mấy chị chấm bài chia sẻ like giúp em với nha. Mấy chị chia sẻ like chấm bài giùm em với nha mấy chị ơi. Chia sẻ like stream chấm bài giùm em nha. Chị nào đang xem thì chấm cho em một chấm nha mấy chị. Chị nào đang xem like của em thì chấm cho em một chấm nha. Rồi em bắt đầu like nha mấy chị ơi, em bắt đầu like nha. Em bắt đầu like nha mấy chị. Rồi em tới một cái body này mấy chị. Body này tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Body này bên trong có mút ngực dày dặn nha. Đây bên trong có mút ngực dày dặn 50kg lại vừa, 50kg lại vừa nha. Lại tốn tiền lâu quá rồi á chị Huyền Trang ơi. Lâu quá rồi em mới like lại á. Chắc phải là 7 ngày rồi á đúng không mấy chị. Rồi mấy chị chia sẻ like giúp em, chấm bài giùm em nha. Mấy chị chấm bài giùm em để em like luôn nha mấy chị ơi. Chấm bài giùm em nha. Rồi em tới một cái body này giá của nó 90k này, 50kg lại vừa, 50kg lại vừa nha. Chị nào mà lấy thì comment cho mã số 9 này. Mã số 9 50kg lại vừa, bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Ở trên phía cổ của nó là đang kéo dây như vậy nha. Đây phía trên cổ của nó là đang kéo dây y như vậy nè. 90 mã số 9, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. Mã 9 90k 50kg lại vừa. Mã 9 90k nha mấy chị. Mã 9 90k này. Mấy chị mặc phối bill vô rất là đẹp luôn. Rồi chị Trâm Huỳnh mã số 9 này, không cần người chị nha. Rồi chị Trâm Huỳnh em chốt cái này cho chị mã số 9 này. Chốt cái này chị mã số 9 nha. Rồi em tới tiếp một cái yếm này mấy chị. Đây cái yếm này về mấy chị tự phối áo nha. Rồi cái yếm caro này 70k mã số 7. 70k mã số 7 này mấy chị, yếm này. 70k mã số 7 nha. 70k mã số 7 này, chị nào lấy cái này thì comment cho mã số 7 nha. Mã số 7 70k nha mấy chị. Mã số 7 70k nha, chị nào lấy thì comment mã số 7 nha. Cố lên. Trời cho gấp đôi nha. Trời em không thấy trời cho mà bữa giờ thấy xui quá chị ơi. Bữa giờ em xui lắm luôn á chị.
Rồi đây 70 mã số 7 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. Mấy chị chia sẻ like chấm bài giùm em với nha. Mấy chị yêu ơi chấm bài giùm em với nha. Rồi mã số 7 của chị Nguyễn Huyền Trang này. Rồi em chốt cái này chị Nguyễn Huyền Trang nha. Em chốt cái này chị Nguyễn Huyền Trang mã 7 này. Mấy chị chia sẻ like giúp em với nha mấy chị. Chia sẻ like giúp em với nha. Rồi em tới tiếp một cái váy màu trắng này mấy chị. Đây. Rồi váy màu trắng này 80k 52 kg lại vừa. Chị nào lấy con mấy mã số 8. À, không biết nè em ơi, không biết nè em ơi. Tối nay cũng mong là như vậy á chị Huyền Trang ơi. Rồi 80 mã số 8 nè mấy chị ơi, 80 mã số 8 chị nào lấy con mấy mã 8 giúp em nha. 80 mã 8 nè mấy chị nào lấy thì con mấy mã số 8 giúp em nha. Tầm người 52 kg lại vừa nè. Tầm người 52 kg lại vừa nha mấy chị. Đây ở phía trước của nó là có một cái đây cái đai tròn như vậy nha. 80 mã số 8 này chị nào lấy con mấy mã số 8 giúp em nha. Đây tay của nó là phối ren như vậy nha mấy chị. Tay của nó phối ren như vậy nha, 52 kg lại vừa. Xin chào chị Thiên Ân nha. Rồi chị nào lấy cái này con mấy mã số 8 giúp em nha. Hả? Rồi chị Liên Nguyễn lên giúp em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Liên Nguyễn ơi. Chị Liên Nguyễn lên giúp em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Chị Liên Nguyễn ơi lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị yêu ơi. Lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Xin chào chị Phương Thảo nha. Chị Liên Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị ơi. Địa chỉ số điện thoại nó cùng một dòng nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây. Rồi cái váy này giá của nó là 75k mã số 75. 75 mã số 75. 75 mã số 75 này. Cái này tầm người 53 kg lại vừa nha mấy chị. Tại vì ở giữa là nó có lưng thun nha. Đây lưng thun này. 75k mã số 75. 75 mã số 75 nha. Có body nha em ơi. Mấy chị ơi, chị Liên Nguyễn ơi, chị lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị. Chị Liên Nguyễn ơi, lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Ây da. Rồi đây, cái này 75k mã số 75 nè. 75 mã số 75, chị nào lấy con bên với mã số 75 nha. Đây, váy cực kỳ đẹp luôn, 75k mã số 75. Cái này tầm người 53-54 kg loại vừa nha mấy chị. Đây, 53-54 kg loại vừa nha. Chị nào mà lấy thì con bên với mã số 75 nè. 75k mã số 75 nha mấy chị. Rồi, em tới tiếp một cái váy màu cam nè mấy chị. Váy màu cam nha. Đây, váy màu cam đất cổ lọ rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này chấp to giãn phi size nha mấy chị. Rồi cái này 90 mã số 9 này. 90 mã số 9 này. Váy cổ lọ màu cam đất nhỏ nhỏ. Chị nào lấy thì con mấy cái mã số 9 này. Mấy chị mã số 9 này. Váy len này, chấp có len co giãn nha. 90 mã số 9. Chị nào lấy con mấy mã số 9 với em này. Mã 990k nha. Cái này thì free size nha mấy chị. Free size nha. Áo len, váy len cổ lọ này. Váy len cổ lọ mã 990. Mấy chị mặc phối cái build ngang eo này rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đây mấy chị mặc phối cái build ngang eo rất là đẹp luôn. Rồi Mai Hằng mà lấy cái này thì comment mã 9 lên giùm chị địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha Mai Hằng ơi. Mai Hằng lấy cái này thì lên giùm chị địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Đàm Thị Thanh Hiền mã 9. Rồi Đàm Thị Thanh Hiền mã 9 để ở Đàm Thị Thanh Hiền này. Đàm Thị Thanh Hiền hình như chỉ có địa chỉ thôi. Rồi em tới một cái váy suông này mấy chị. Rồi váy suông này bầu bì gì mặc rất là dễ thương luôn nha. Váy suông này bầu bì gì mặc rất là dễ thương luôn. Chị nào mà lấy cái. Rồi cái váy suông này giá của nó là 85k mã số 85 này. 85 mã số 85. Ở phía sau của nó là như vậy nha mấy chị. Ở phía sau của nó là hở lưng như vậy nha. Có một cái dây đang chéo như vậy này. Rồi 85k mã số 85 nha. Chị nào lấy thì con mấy mã số 85 này. Mã số 85, 85k. Rồi 85 của Rusi. Cái gì? Suri Hạnh. Rồi Suri Hạnh lên giùm chị cái số điện thoại nha em ơi. Suri Hạnh ơi lên giùm chị cái số điện thoại nha. Chị Phan Lài ơi chị comment sau á chị ơi. Comment sau nha. Chị comment sau Thanh Hiền á. Đây phía sau của nó rất là dễ thương này. Rồi chị nào mà lấy thì comment cho em nha. Rồi chị Suri Hạnh lên giùm chị cái số điện thoại nha em ơi. Lấy giùm chị cái số điện thoại nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Ôi cái váy này dễ thương lắm luôn. Cái váy này cực kỳ đẹp luôn nè mấy chị ơi. Hàng rất là đẹp luôn nha. Chất vải cực kỳ đẹp luôn nha.
Rồi cái váy này giá của nó là 100.000 nha. Chị nào lấy con mấy mã số 100 này. Cái này tầm người 52 kêu lại vừa nha. Tầm người 52 kêu lại vừa nha mấy chị. Đây, chị nào mà lấy thì con mấy cái mã số 100 lên rồi kìa. Mã số 100, chị nào lấy thì con mấy cái mã số 100 tầm người 52 kêu lại vừa này mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Đây mấy chị nhìn này cực kỳ đẹp luôn. Rồi 100 của chị Nguyễn Huyền Trang này. Đây là chị chốt rất là đẹp luôn nha. Trời ơi cái vải nó rất là đẹp luôn. Rồi của chị Nguyễn Huyền Trang này, em chốt chị Nguyễn Huyền Trang này. Rồi em tới một cái zoom này mấy chị. Đây zoom đen nha. Mấy chị mà mặc lên không có sợ bị hở đâu nha. Đây mặc lên không có sợ bị hở đâu nha mấy chị. Rồi cái zoom này giá của nó 85k, mã số 85. Mã số 85, 85k, mã số 85 này. Chị nào lấy con mấy cái mã số 85 nha. Mã số 85 nha mấy chị, tầm người 50kg lại vừa nha. Cái chung này tầm người 50kg lại vừa nè. 85k, mã số 85. Chị nào lấy con mấy cái mã số 85 này. Cái dung mặc lên rất là đẹp luôn nha, không có sợ bị hở nha mấy chị. Rồi chị nào lấy dung này thì con mấy cái mã số 85 nha. Mã số 85, 85k. Rồi chị nào xem live thì chia sẻ live giúp em với nha mấy chị ơi. Chị nào xem live stream thì chia sẻ live giúp em với nha. Rồi em tới tiếp một cái zoom này mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái zoom đen này. Zoom đen 90k mã số 9. Zoom đen 90k mã số 9 nha. Tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Có set nào và không có nữa chị ơi. Mã số 85 của Thị Ni nè. Rồi Thị Ni mã số 85 là cái nào ta, quên rồi. À cái zoom đen này. Rồi 85 của Thủy Ni này. Rồi em tới một cái zoom mã 9. Rồi mã 9 của Đàm Thị Thanh Hiền nha. Rồi mã 9 thì chị chốt cho Đàm Thị Thanh Hiền này. Mã 9 chốt cho Đàm Thị Thanh Hiền nha. Rồi mấy chị cố gắng chia sẻ livestream giúp em với nha. Mấy chị ơi chia sẻ like giúp em nha. Rồi em tới một cái váy suông ở trước hình con hươu này. Rồi cái váy suông này giá của nó 70, mã số 7. 70 mã số 7, chị nào lấy thì con mấy cái mã số 7 nha. Ừ. 70 mã số 7 này tầm người 52kg lại vừa, váy suông nha mấy chị. Đây cái này là váy suông nha. 70 mã số 7, 70 mã số 7, chị nào lấy thì con mấy mã số 7 giúp em nha. Váy suông này mấy chị nhìn chất này, chất rất là đẹp luôn. Anh ơi. Có cái áo nào? 70 mã số 7. Không có mã 9 đó ai chị. Không có em ơi. Mã số 7. Mã số 7 nè, chị nào lấy comment mã 7 giúp em nha. Mã 7 70k, chị nào lấy comment mã số 7 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái dung trắng này mấy chị, bên trong có mút ngực dài dặn nha. Dung trắng bên trong mút ngực, có mút ngực dài dặn này mấy chị. Rồi cái dung này giá của nó là 85k, mã số 85. Bên trong có mút ngực dài dặn này, ở giữa cái quần của nó có một cái đai này mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Rồi chị nào lấy cái này thì comment cho em mã số 85 nha. Ừ em chị cảm ơn em nha Kim Dung Ly ơi, chị cảm ơn em nha. Rồi mã số 85 của chị Trâm Huỳnh này, bên trong có mút ngực dài dặn rất là đẹp luôn này chị. Đây cực kỳ đẹp luôn. Rồi 85 của chị Trâm Huỳnh nè. Rồi em chốt chị Trâm Huỳnh mã số 85 này. Rồi em tới tiếp một cái váy trắng này mấy chị. Váy trắng có nơ nha. Váy trắng ở phía sau của nó là có một cái nơ như vậy nha. Rồi váy trắng này giá của nó 70. Anh ơi cái này sạch hay là gì á? Đây cái này 70 mã số 7 này mấy chị ơi. 70 mã số 7 nha. Đây váy trắng tầm người 50kg lại vừa, 70 mã số 7. 70 mã số 7, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7 này mấy chị mặc phố cái bill nữa, rất là đẹp luôn nha. 50kg lại vừa, ở phía sau của nó là có một cái nơ như vậy nha mấy chị. Đó phía sau là có một cái nơ như vậy nha. Rồi 70 mã số 7, chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 giúp em nè. Mấy chị ơi chia sẻ like stream giúp em nha. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị yêu. 70 mã 7, chị nào lấy con mấy mã số 7 giúp em nè. Quá đi. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây cái váy này cực kỳ đẹp luôn nha. Cái váy vàng này cực kỳ đẹp luôn này mấy chị ơi. Đây váy vàng ở dưới là dạng đuôi cá nha, cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái này 90k mã số 9 nè.
60k, mã số 9 ở phía sau của nó là như vậy nha mấy chị. Cái này tầm người 50kg lại vừa, nếu như mà cao trên mét 6 thì 52kg vừa nha. Rồi mấy chị mặc phối một cái bill ngang, bill nhỏ 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 ngang eo rất là đẹp luôn nha. 90 mã số 9, chị nào lấy thì comment mã 9 giúp em nè. Đây, 90 mã số 9 nha, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em. Đây, mặc lên form rất là đẹp luôn. Tầm người 50kg lại vừa, chị nào lấy cái này thì comment mã số 9 giúp em nè. 90 mã 9 nha mấy chị, 90 mã số 9 nha. Mấy chị chia sẻ livestream giúp em thôi nha, chia sẻ like giúp em nha. Rồi em tới một cái zoom này mấy chị. Rồi cái zoom này giá của nó 90k nè. Ai lấy comment mã 1 nè. Zoom 90k mã số 1. Chị Linh Linh ơi, cái này là chất đó. Em cũng bị mua vải rồi chứ. Đây này chị, em đưa gần chất cho chị xem nha. Đưa gần chất chị xem này, chất này nè chị. Em bị mù vải á, nên là em không biết vải gì nữa chứ. Đây, chất cực kỳ đẹp luôn vậy nha. Chất vải của nó rất là đẹp luôn nè. Rồi mã số 1 của chị Trâm Huỳnh nè, em chốt cái này cho chị Trâm Huỳnh nha. Chốt mã 1 chị Trâm Huỳnh nè. Rồi em tới tiếp một cái, đây một cái quần, ở một cái chân váy tầng này mấy chị. Đây chân váy tầng nha, chân váy tầng ren rất là đẹp luôn này. Đây chân váy tầng nha. Rồi chân váy này giá 50, chị nào lấy thì comment với mã số 5. Cái chân váy này size S nha mấy chị. Size S nha. Rồi 50 mã số 5, chị nào lấy thì comment với mã số 5 nha. Mã số 5 50k, mã số 5 50k này. Chân váy tầng ren rất là đẹp luôn. Rồi mã số 5 50k, chị nào lấy thì comment với mã số 5 nha. Mã số 5 chân váy tầng này mấy chị. Chị nào lấy thì comment với mã số 5 này. Mã số 5 50k, mã số 5 50k, chị nào lấy thì comment mã số 5 giúp em. Rồi Uyên Uyên mã số 5 này. 55kg cao bao nhiêu em ơi? 55kg cao bao nhiêu em? Rồi em tới một cái váy đuôi cá nè mấy chị. Body đuôi cá này. Rồi body đuôi cá này cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi cái body này giá của nó là 150k nha mấy chị. 150k hàng mới luôn nha. Đây chỗ hàng này mấy chị cái chị mua về chị mặc không được á, còn mới luôn nha. 150, chị nào lấy comment với mã số 150 này. Hả? Ừ rồi ok. Uyên Uyên ơi, em có lấy mã 5 không em ơi? Đây 150k, chị nào lấy comment với mã số 150 này. Cái này là váy đuôi cá nha mấy chị, mặc lên của nó cực kỳ đẹp luôn. Đây form của nó rất là đẹp luôn nha. Bên trong của nó là có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Đây bên trong của nó là có mút ngực dày dặn nha. Màu bi đỏ đô này. 1m65 vừa nha em ơi. 1m65 vừa nha Uyên Uyên ơi. Rồi cái này 150, chị nào lấy comment mã số 150 giúp em nha. Chất vải rất là đẹp luôn. Ừ. Rồi 150k, chị nào lấy thì comment với mã số 150 này. Body rất là đẹp luôn nha. 150, chị nào lấy thì comment mã số 150 giúp em. Ở dưới là dạng đuôi cá nha mấy chị. Ở dưới của nó là dạng đuôi cá nha. 50kg vừa không chỉ, hở được không chỉ. Cái nào hợp? Hả? Không em ơi, cái này đâu có hở ngực đâu em. Này em, cái này không hề hở ngực nha. Đây, không hề hở ngực tẹo nào luôn á. Không hề hở ngực nha. Nè. Cái này tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Bên trong của nó là có mút ngực dày dặn nha. Đây lên form rất là đẹp luôn. Em nhớ cái đầm body đuôi cá này hot lắm luôn nè. Cái này hot lắm luôn nha. Rồi Nabi Trang ơi, em lên dùm chị số điện thoại cộng địa chỉ nha. Nabi Trang ơi, em lên lại dùm chị địa chỉ số điện thoại nha. Đây, body này, body đuôi cá 150, chị lấy comment mã số 150 giúp em nha. Có thấy nha công chúa heo ơi, có thấy công chúa heo nha. Rồi em tới một cái váy đỏ này mấy chị. Đây. Rồi váy đỏ 95k mã số 95 này. 95k mã số 95, chị nào lấy comment với mã số 95 nha. 95k mã số 95 này mấy chị. 50kg lại vừa, chị nào lấy thì comment với mã số 95 nha. Đây mặc lên của nó rất là đẹp luôn. 95k mã số 95, màu đỏ đô tay lỡ nha mấy chị. Rồi 95 của chị Lung Nguyễn, em chốt chị Lung Nguyễn 95 này. Nabi Trang lên giùm em cái địa chỉ nha chị Nabi Trang ơi. Rồi em lấy một cái body này mấy chị.
Rồi, body giá của nó là 85k mã số 85 này, 85k mã số 85 nha. Mấy chị cái này thì tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị, 50kg lại vừa thôi. Mấy chị mang đây, mang vô rất là đẹp luôn nha. Body màu đỏ 85k mã số 85 này mấy chị ơi, chia sẻ livestream giúp em nha. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị yêu. Trâm Huỳnh tầm anh. Rồi 85 em chốt chị Trâm Huỳnh nè. Rồi 85 em chốt chị Trâm Huỳnh nha. Body đỏ vải rất là đẹp luôn. Rồi em lên một cái set màu hồng này. Nabi Trang ơi, lên giùm chị cái địa chỉ đi em ơi. Đây em lên một cái set hồng này. Ở phía trong của nó là dung ống như vậy nha mấy chị. Dung ống như vậy nha, bên trong có một nút dây dặn này. Ở ngoài của nó là một cái áo khoác vest này. Đây một cái áo khoác vest nha. Rồi cái set này giá của nó 100.000. Chị nào lấy thì comment cho em là set 100 này. Set 100.000. Ừ rồi em cảm ơn chị Hạnh nha. Em cảm ơn chị Hạnh nhà Betty nha. Đây 100.000 chị nào lấy thì comment. Sao bây giờ mới thấy này công chúa heo ơi. Rồi 100.000 em chốt chị Lung Nguyễn nè. Rồi set 100 em chốt chị Lung Nguyễn nha. Rồi em bấm cái áo màu vàng này mấy chị. Dạ rồi ok, xét 100 hết rồi mấy chị ơi, xét 100 hết rồi nha mấy chị. Rồi em tống cái áo màu vàng 40k này. Áo màu vàng 40, ai lấy comment mã số 4 với em. Xét 100 hết nha mấy chị ơi. Đây áo màu vàng nè. Một bên tay của nó là viền đen như vậy nha mấy chị. Rồi chị nào lấy thì comment cho em mã số 4 40k. Mã số 4 40k nha. Chị Hành Betty ơi, chị comment sau á, chị Lung Nguyễn chị comment trước thôi chị ơi. Chị Lung Nguyễn chị comment trước á chị. Rồi ai lấy cái này thì comment cho em nha. Cái này tầm người 52-53kg lại vừa nha mấy chị. Rồi chị nào lấy cái này comment mã 4 em. Rồi mã số 4 của chị Lung Nguyễn nè. Sao bên máy em chạy chậm vậy ta. Rồi mã số 4 của chị Lung Nguyễn, em chốt chị Lung Nguyễn nha. Rồi em tới một cái váy màu hồng này mấy chị. Rồi cái váy này giá của nó 65k mã số 65 này. 65k mã số 65, tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Mã 4 hết luôn mấy chị ơi. Mã 4 hết luôn nha. Mã 4 hết luôn nha mấy chị. Mã 4 hết luôn nha. Rồi 65k mã số 65. Áo vàng hết rồi mấy chị ơi. Áo vàng của chị kia chị comment trước rồi. Rồi cái này 65k mã số 65, tầm người 50kg lại vừa nè. Chị nào lấy thì comment cho mã số 65 nha. Váy màu hồng rất là đẹp luôn nha. 65k mã số 65 này. Chị nào lấy thì comment cho mã số 65 nha. Mã số 4 hết nha mấy chị. Mã số 4 hết nha. Rồi chị nào lấy cái này thì comment cho mã số 65. Sao bên máy mình chạy chậm vậy ta. Rồi em tới tiếp một cái váy dây này. Đây. Rồi cái váy này giá của nó là 85k mã số 85 này. Váy dây này tầm người 50kg lại vừa nha. Nếu mà cao trên mét 6 thì 52kg vừa nha mấy chị. Rồi váy này mặc lên rất là đẹp luôn nè mấy chị. Cái màu của nó mặc lên cực kỳ trắng da luôn nha. 85k mã số 85. 85k mã số 85 thì nó lấy con mấy mã số 85 này. Rồi chị Phúc Trần ơi, lên giùm em địa chỉ số lại nha. Sao chậm vậy ta. Chị Phúc Trần ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha chị Phúc Trần ơi. Quần dài không có nha. Quần dài không có nha nha công chúa heo ơi. Quần dài không có nha. Rồi chị Phúc Trần lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng với chị. Chị Phúc Trần ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chân váy em không bán nha chị ơi. Chân váy em không bán nha chị. Rồi cái này 85k mã số 85 này. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 85 nha. Váy dây rất là đẹp luôn này mấy chị. Váy dây cực kỳ đẹp luôn nha. 85k mã số 85 này. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 85 này mấy chị. Mã số 85 nha. Rồi Hạnh Betty 85 để chốt cái Hạnh Betty này. Hạnh Betty 85 chốt cái Hạnh Betty nha. Vừa nha em ơi, vừa nha. Rồi Hạnh Betty ơi, em chốt cái này cho chị mã số 85 lên chị Hạnh Betty ơi. Rồi chị Hạnh Betty em chốt cái này cho chị nha. Rồi chị Phúc Trần ơi, lên giùm em cái địa chỉ số thoại đến cùng một dòng với chị. Chị Phúc Trần ơi, chị Phúc Trần lên giùm em địa chỉ số thoại đến cùng một dòng nha. Qua lâu quá rồi không biết là người ta có ấy không. Xong bữa bên này chạy chậm ghê. Rồi em tới cái body này mấy chị. Body màu hồng da rất là đẹp luôn. Đây mấy chị nhìn gần này. Body màu hồng da chất cực kỳ đẹp luôn nha.
cái này giá của nó 90k mã số 9. 90k mã số 9 mã 85 em chốt chị Hạnh Betty rồi nha chị Hạnh Betty ơi. 90k mã số 9 này chị nào lấy thì comment cho mã số 9 nha. Mã số 9 90k 50kg lại vừa mấy chị phone cái bill ngang eo của chị đẹp Alan. Mà chị Trang Lưu mã số 9 nè. Rồi mã số 9 em chốt chị Trang Lưu nha. Mã 9 chốt chị Trang Lưu nè. Chị Trang Lưu Trang Zalo đó. Mấy chị chia sẻ livestream với em với nha mấy chị ơi. Chị chia sẻ like chấm bài giùm em nha. Mấy chị chia sẻ like chấm bài giùm em nha. Chị ơi không có, chị ơi còn có set cuối cùng hả chị. Rồi em tới tiếp một cái váy nè. Đây. Váy này hơi bị đẹp luôn nè mấy chị ơi. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Đây bên trong có mút ngực dày dặn. Cái này là cột qua cổ nha mấy chị. Cái dây này là cột qua cổ nha. Rất là đẹp luôn. Đây nè, cái này là cột. Đây, cái này là váy. Ở bên trong có mút ngực dày dặn này mấy chị. Cái này tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Rồi, cái này giá của nó. Rồi, đợi em một xíu nha. Chị ơi, chị Hương Mai ơi, tí nữa em phép cho chị ơi. Hồi chiều giờ em không có vô tin nhắn nha. Rồi, cái này giá của nó là 75k mã số 75 này mấy chị. 75k mã số 75, chị nào lấy thì comment mã số 75 giúp em nha. Rồi chị Phúc Trần lên địa chỉ rồi kìa. Chị Phúc Trần lên giùm em cái số điện thoại nha. Phúc Trần lại cho rồi. Rồi chị Phúc Trần ơi, em thấy địa chỉ của chị rồi nha. Rồi cái này 75k mã số 75, chị nào lấy thì comment cho em nha. Tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa, bên trong có mút ngực dày dặn luôn nè mấy chị. Đây bên trong có mút ngực dày dặn luôn nha, rất là đẹp luôn. Bên trong có mút ngực dày dặn luôn nha. Cái này 50kg lại là vừa nha chị ơi. 50kg lại là vừa nha. Cái gì? Coi sau lưng cái xanh đi em. Cái xanh đó nãy em vô rồi mà. Rồi 75k mã số 75 chị. Rồi chị Phường Kim lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng này. 75 chốt chị Phường Kim này. Rồi chị Phường Kim lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị Trang Lâu ơi, cái váy xanh đây nè chị. Váy xanh 70k nè chị. Đây chị Trang Lưu ơi, váy xanh 70k này chị mà lấy thì ok giúp em nha. Rồi chị Phường Kim lên giùm em để chị số điện thoại trên cùng một dòng nha. Đây cái váy bi đỏ này mấy chị ơi, váy bi đỏ này ở ngoài em nhớ là shop của chị có chị ta, shop của chị Na Trình hình như bán tới 450-500 ngàn gì luôn á. Đây cái này sale lại chỉ có 150 thôi nha mấy chị, sale lại chỉ có 150 thôi nha. Váy xanh em lấy, váy xanh chị vừa cầm hả em? Xé hồng hết rồi chị Thảo Chi ơi. Rồi chị Sô-cô-la Nguyễn lên, ai lên địa chỉ số điện thoại trước em để cho người đó nhé. Ai mà lên địa chỉ số điện thoại trước em để cho chị đó cái váy xanh nha. Rồi bi đỏ chị Thảo Nguyễn lên giùm em số điện thoại địa chỉ luôn đây chị ơi. Chị Thảo Nguyễn lên giùm em cái địa chỉ luôn nha chị Thảo Nguyễn ơi. 150 nha chị. Cái này 150 nha, 150. Váy xanh đây này mấy chị. Free size mặc nha. Rồi chị Thảo Nguyễn lên giùm em cái địa chỉ nha. Rồi Sô-cô-la Nguyễn lên giùm em địa chỉ luôn. Chị Phường Kim ơi lên giùm em cái địa chỉ đi chị ơi. Thật sự luôn xin địa chỉ. Sao mấy chị không cho ta? Cho địa chỉ nhanh em còn chốt hàng chứ. Rồi em tới tiếp một cái váy màu xanh này tiếp này mấy chị. 85k mã số 85 này. 85k mã số 85. Rồi chị Phường Kim lên giùm em cái địa chỉ đi chị ơi. Đặt đồ không lên địa chỉ sao mà em chốt hàng cho chị được chị. 2-3 triệu Đắc Min hả? Rồi đây 85k mã số 85 này, tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị ơi.
chị chia sẻ livestream giùm em nhé. Sô-cô-la thì chị ở đâu? Chị ở Phạm Ngũ Lão với Nguyễn Thị Minh Khai em ơi. Em lên giùm chị cái địa chỉ số điện thoại để chị qua mẫu cho khách coi nè em ơi. Qua giùm chị, lên giùm chị cái địa chỉ số điện thoại bạn muốn. Lên giùm chị cái địa chỉ số điện thoại để chị còn cho, chị còn lên khách cho chị xe cho khách xem nha. Khác chị ơi, khác chị Trang Lưu ơi, khác chị. Rồi đây chị nó lấy cái này comment mã số 85 giúp em nha, 50kg loại vừa này. 50kg loại vừa. 85k mã số 85, chị nó lấy cái comment mã số 85 giúp em nha, chụp cái băng hình lại đi. Rồi em tới tiếp một cái váy này hàng new này mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy này hàng new nha, mặc lên là như vậy này mấy chị ơi, không có bị hở đâu nha. Đây mặc lên là nó như vậy luôn nha. Không có hề bị hở cái phần eo đâu nha mấy chị. Ở bên trong của nó là có mút ngực dày dặn nè. Bên trong của nó là có mút ngực dày dặn nha, hàng new luôn, còn tem luôn nha. Rồi cái này tầm người 50kg lại vừa, giá của nó 75k mã số 75. 75k mã số 75, 50kg lại vừa, chị nó lấy thì còn mấy mã số 75 nè. Mã số 75. Linh rồi chị Linh Linh Nông ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha, cái váy xanh này nè. Chị Linh Linh Nông lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị Trang Lưu ơi, chị lấy cái nào thì chị comment mã giúp em nha, chứ chị kêu chị lấy như vậy em không biết lấy cái nào cho chị luôn á. Rồi cái này 75k rồi, 75 của chị Trang Lưu này. Rồi chị Linh Linh Nông lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng, em chốt hàng cho chị nha chị Linh Linh Nông ơi. Chị Linh Linh Nông lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em tới tiếp một cái yếm này mấy chị. Đây. Em tới tiếp một cái yếm này, bầu bì gì đều bon chen được nha mấy chị nha. Đây cái yếm này bầu bì gì bon chen được nha. Rồi yếm này giá của nó 70. Chị Linh Linh ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Rồi ok chị Sô-cô-la em thấy rồi nha chị ơi. Rồi chị Linh Linh Nông lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy cái mã số 7 70k này. Mã số 7 70k, yếm kèm áo nha mấy chị. Yếm kèm áo luôn nha. Đây yếm kèm áo luôn này, bầu bì gì bon chen được luôn. 75k mã số 75, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 75 này. Mã số 75 75k. Ở 70 chứ nhầm. Em nhầm nha, 70 mã số 7. Rồi mã số 7 của chị. Chị Thiệp Mai, chị Thiệp Mai lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng với chị Thiệp Mai ơi. Chị Linh Linh Nông ơi, lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại chị Linh Linh Nông ơi. Nhiều chị hay ghê á. Nhiều chị đặt đồ cho vui hay sao á. Rồi chị Thiệp Mai lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Thiệp Mai ơi. Chị Thiệp Mai lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em tới một cái váy body hàng new này mấy chị. Váy body hàng new nha, của nó là có tem luôn này. Giá ở ngoài số người ta bán tới 160 lần này. Rồi cái này em sell chỉ còn 85k mã số 85 này, tầm người 52-53 kêu lại vừa. 85 mã số 85. Rồi chị Hạnh Betty 85 em chốt cái này chị Hạnh Betty nha. Trời ơi mấy chị kia đặt đồ cho vui hay sao nha, thì cái dễ đi. Đặt đồ thì lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại nha mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe này mấy chị ơi, váy xòe màu hồng nha. Đây váy xòe màu hồng tầm người 50kg lại vừa. Rồi cái này giá của nó 80k mã số 8. 80k mã số 8 tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. 80k mã số 8 tầm người 50kg lại vừa này. Đây rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy cái mã số 8 nè. 80k mã số 8, chị nào lấy thì còn mấy mã số 8 với em nha. Thiệp Mai lên số điện thoại. Lên số điện thoại giúp em luôn nha chị Thiệp Mai ơi. Có nha chị Sô-cô-la ơi. Rồi chị Thiệp Mai lên giùm em cái số điện thoại luôn nha chị. Lên giùm em cái số điện thoại luôn nha. Rồi lên được kìa. Rồi 80 mã số 8, chị nào lấy thì còn mấy mã 8 với em nè. Mã 8 80k. Rồi chị Hành Betty mã số 8, em chốt cho Hành Betty mã số 8 nè. Rồi em tú cái chân váy nè mấy chị. Đây chân váy ôm sọc nha. Rồi 40k mã số 4. Cái này là tầm người
người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. Cái chân váy này tầm người 50kg lại vừa thôi nha. 40k mã số 4. 40k mã số 4. Chị nào lấy thì comment với mã số 4 nha. Mã số 4 40. Mã số 4 40 này chị nào lấy comment mã số 4 với em. Mã số 4 40k chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em nè mấy chị. Mã số 4 40. Rồi mã số 4 của Nguyễn Linh nè. Rồi mã số 4 của Nguyễn Linh, chốt cho Nguyễn Linh nha. Rồi mã số 4 40 chốt cho Nguyễn Linh nè. Rồi em tới một cái body này mấy chị. Đây body kim sa rất là đẹp luôn nha. Body kim sa cực kỳ đẹp luôn. Body này đẹp vậy. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị ơi. Váy xòe này. Rồi cái váy xòe này 65k tầm người 52kg lại vừa. Chị nào lấy comment mã số 65 giúp em này. Mã số 65 nha mấy chị. Đây mặt phối bill này rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy comment mã số. Mã số 65 giúp em nha. 65k mã số 65 này mấy chị, phối bill rất là đẹp luôn. Tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 52kg lại vừa nha. Rồi chị nào lấy cái này comment với mã số 65. 65k mã số 65 váy màu hồng này. 65k mã số 65 thì nó lấy con mấy mã số 65 cho em. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Đây. Rồi body này chất của nó mặc cực kỳ đã luôn này mấy chị ơi. Chất vải của nó mặc cực kỳ đã luôn nha. Rồi cái body này giá của nó 80 mã số 8. 80 mã số 8 tầm người 53-54kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 53-54kg lại vừa nha. 80 mã số 8 thì nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nè. 80 mã 8 thì nào lấy thì comment mã số 8 giúp em. Mã số 8 80k này mấy chị. Mấy chị mặc phối cái bill màu đen vô rất là đẹp luôn nha. Cực kỳ sang luôn. Rồi 80 mã số 8 thì nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nè. Mã 880 mã 880 này. Rồi em lên tiếp một cái body bên trong có một ngực dài dặn này mấy chị. Đây body đỏ cổ yếm nha. Body đỏ cổ yếm nè. Đó. Rồi bên trong có một ngực dài dặn nha mấy chị. Rồi cái body này giá của nó 90 mã số 9. 90 mã số 9 chị nào lấy thì comment mã số 9 cho em nha. Đây body mặc lên nó như vậy này mấy chị. Bên trong của nó là có một ngực dài dặn nha. Chị nào lấy comment mã số 9 cho em, tầm người 50kg lại vừa. Chị nào lấy comment. Rồi mã số 9 của chị Trâm Huynh này. Rồi em chốt cái mã 9 này chị Trâm Huynh nha. Rồi mã số 9 em chốt chị Trâm Huynh nha. Trâm Huynh. Rồi chị Trâm Huynh em chốt này chị Trâm Huynh này. Rồi mấy chị ơi chia sẻ livestream với em nha. Mấy chị chia sẻ livestream em để cuối live em tặng quà nha. Chia sẻ live em để cuối live em tặng quà nha mấy chị yêu. Rồi em tới một cái váy màu hồng này free size nha mấy chị. Váy hồng free size nha. Rồi cái váy hồng này giá của nó là 70k mã số 7 nè mấy chị. 70k mã số 7 nè. Chị nào lấy thì comment với mã số 7 free size nha mấy chị nha. Váy hồng free size nha mấy chị. Váy hồng free size ở trước này bèo nhiều rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment với mã số 7 nè. Mã số 7 70k. Mã số 7 70k nha. Free size nha mấy chị. Rồi chị Hạnh Betty lấy cái này phải không chị ơi? Nếu mà đúng cái này ok giúp em nha. Rồi mã 7 của chị Hạnh Betty em chốt chị Hạnh Betty mã số 7 nè. Rồi chị Hạnh Betty em chốt chị Hạnh Betty mã số 7 nè. Chốt Hạnh người năm cái. Hả? Chốt người năm cái. Chốt người năm bữa lấy lần nè. Rồi em tới một cái body này mấy chị. Đây. Body rất là đẹp luôn nha. Chất vải dày dặn cực kỳ đẹp luôn. Rồi cái body này giá của nó nè. Rồi cái body này giá của nó 95k mã số 95. 95k mã số 95 tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa nha. Đây mấy chị nhìn chất vải này dày dặn rất là đẹp luôn nha. Chất vải cực kỳ đẹp luôn. Rồi body này 95k mã số 95. Rồi ok ok chị Trâm Huỳnh nha. Bộ vest hồng hết rồi chị ơi.
Có nha chị, có đi tìm nha. Rồi 95k mã số 95 này mấy chị, mặc lên form của nó cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy mã số 95 này, tầm người 50kg rồi lại vừa 95k mã số 95 nha. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 95, mã số 95k nha mấy chị. 95k mã số 95 nha. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị ơi. Ôi cái body này đẹp lắm luôn này mấy chị ơi. Body này tầm người 50kg lại vừa, nhưng mà nếu mà cao trên 1m6 thì 52kg mặc vẫn vừa nha. Rồi bên trong có mút ngực dày dặn này. Bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Messi không có này em ơi. Messi không có nha em. Rồi cái body này giá của nó 100.000. Chị nào lấy thì con mấy mã số 100 nha. Mã số 100 bên trong có mút ngực dày dặn tầm người 50kg lại vừa nè. Nếu mà cao trên 1m6 thì 52kg mặc vẫn vừa nha. Rồi chị nào lấy thì comment mã số 100 nha. Mấy chị comment mã giúp em nha mấy chị ơi. Comment mã giúp em nha. Ai? Rồi anh Di 100 nè. Rồi chị anh Di lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị anh Di ơi. Rồi chị anh Di nè. Chị anh Di lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng. Em chốt cái này chị anh Di nha. Rồi chị ơn ghi lên giùm em địa chỉ số điện thoại đến cùng một dòng nha chị. Rồi em tới tiếp một cái body đen này sô-cô-la ơi. Chị sô-cô-la ơi, chị comment sau quá chị ơi. Chị comment sau quá chị. Chị comment sau chị ơn ghi nha. Rồi 100 hết nha mấy chị ơi. Chị Đạt Ngọc ơi hết 100 nha. Rồi đây em tới một cái váy màu đen này mấy chị. 75k mã số 75. Chị sô-cô-la sâu nha mấy chị ơi. Trời ơi ai mà trước thì em đọc tên người đó chứ. Em không có ai mà trước thì em đọc tên người đó nha. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 75 nè. 75k mã số 75 nha. 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 75. 75k mã số 75. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 75 nha. Mã số 75 váy màu đen 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 75 nè. Rồi mấy chị ơi chia sẻ like cho em với em thôi nha. Chia sẻ like cho em với em thôi nha mấy chị. Đây có một cái váy dạng váy dài nè mấy chị. Rất là đẹp luôn nè. Đây có một cái váy dài đẹp lắm luôn nè mấy chị ơi. Trời váy màu xám dễ thương quá. Đây cái váy này dành cho mấy người nào mà ôm ôm mặc cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này thì đây cái này thì tầm người 52kg lại vừa. Đây em ơi 75 này em. 75 này Liên Mai ơi. Đây em 75k nha. Đó Liên Mai ơi em có lấy xét thể thao nữa không em. Đây bữa giờ chị để đây mà chị quên mất. Bữa giờ cứ nói là nhớ một ai, bây giờ tự nhiên em comment chị mới nhớ luôn á. Đây 75 nha. Rồi cái váy nha. Cái váy xám này giá của nó 80k mã số 8 này mấy chị. 80 mã số 8, chị nào lấy comment mã số 8 giúp em nha. Cái này tầm người 50 đến 52kg lại vừa thôi nha mấy chị. Chị nào lấy thì comment mã số 8 80k này. Mã số 8 80k. Váy này dài qua gối luôn nha mấy chị. Đây mặc dài qua gối rất là đẹp luôn. Chị ở Buôn Ma Thuột em ơi. Ở Buôn Ma Thuột nha. 80 mã số 8, chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em nha. 80 mã 8 này, chị nào lấy thì comment mã số 8 em. Rất là đẹp của mình mấy chị. 80 mã số 8. Hả? Kim Song Thanh mặc ạ. Rồi chị Kim Song Thanh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Kim Song Thanh ơi. Chị Kim Song Thanh lên lại giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Có, Kim Song Thanh có lấy rồi. Rồi em lên một cái body này mấy chị. Body đen ở phía dưới là phối ren nha. Đây body đen ở phía dưới của nó là phối ren nè. Rồi chị Kim Song Thanh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Em 1m55 nha chị Hạnh Betty ơi. Rồi đây cái body đen này mấy chị ơi. Body đen này rất là đẹp luôn. Rồi body đen này tầm người 53-54kg lại vừa. Ở phía dưới của nó là phối ren nè. Đây phía dưới của nó là phối ren như vậy nha. Rồi cái body này giá của nó 90 mã số 9. 90 mã số 9, chị nào lấy thì comment mã 9 giúp em. Mấy chị mặc mấy chị phối cái bill ngang đây rất là đẹp luôn nè. Mã số 9 90k. Mã số 9 90k, chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. Mã số 9 90 này, body đen nha. Queen size nha mấy chị. Em bữa nay hình như em 48kg rồi á.
bữa nay lên ký rồi, lên 2-3 ký lận, 48 hay là 47 gì đó chị ơi, 47-48 ký á. Rồi 90 của chị Thanh Huyền nè. Rồi chị Thanh Huyền lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng với chị Thanh Huyền ơi. Rồi em tới một cái body này mấy chị. Body màu xanh sọc sọc một bên như vậy nhá. Rồi body này giá của nó 80 mã số 1. 80 mã số 1 chị Thanh Huyền ơi, lên giùm em cái địa chỉ luôn nha chị Thanh Huyền ơi. Đặt mình hả? Rồi 80 mã 1, 80 mã 1 chị nào lấy thì comment nha, mã số 1 này. Mã số 1 80k, mã số 1 80k chị nào lấy thì comment nha, mã số 1 nha. Rồi mã 1 của chị Thiệp Mai này, rồi em chốt cái mã 1 này chị Thiệp Mai nha. Rồi mã số 1 của chị Thiệp Mai, em chốt chị Thiệp Mai mã số 1 này. Mấy chị ơi, ai chưa đủ đơn trên 100 thì lấy hàng đơn trên 100 giúp em nha. Đơn trên 100 cho nó đủ đơn nha. Rồi em tới một cái body đen này. Đây body đen rất là đẹp luôn này, tầm người 50kg lại vừa nha. Đây body đen này mấy chị. Ở trên đó. Đây 80. Rồi đây body đen này mấy chị ơi, body đen nha. Rồi cái này tầm người 50kg lại vừa. Bệnh hả? Hả? Dạ hả? Đỡ chưa? Rồi 50. Rồi cái này giá của nó 90 mã số 9 này mấy chị. Đây body đen 90 mã số 9 nha. 50kg lại vừa, chị nào lấy thì comment với mã số 9 nè. Mã số 9 50kg lại vừa nha mấy chị nào lấy thì comment mã 9 giúp em nha. Có thấy chị Thùy Múc nha, chị Thùy Múc ơi. Đây body đen của chị. Body đen của chị Ngô Linh nè. Rồi chị Ngô Linh ơi, lên giùm em địa chỉ số thoại trên cùng một dòng nha chị Ngô Linh ơi. Chị Ngô Linh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Ngô Linh ơi. Chị Ngô Linh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi chị Ngô Linh ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng, em chốt cái body đen này cho chị nha. Body đen 90k thôi nè. Rồi chị Mộc Trà nè, rồi chị Mộc Trà lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng, em để chị Mộc Trà nha. Chị Mộc Trà ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng, em để chị nha. Chị Mộc Trà lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Chị Mộc Trà ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị ơi. Chị Mộc Trà lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Cái này để cho Mộc Trà mà. Ai lên địa chỉ trước thì để cho người đó. Rồi mã số 9, ai lên địa chỉ số điện thoại trước thì em để cho người đó nha. Rồi em tới một cái body đỏ này, sao hôm nay sao mà cái mạng của em bị chậm hay sao mấy chị? Cái mạng của em bị chậm hay sao á? Rồi chị Ngô Linh ơi, lên giùm em cái địa chỉ luôn nha. Ai lên địa chỉ số điện thoại trước thì để cho người đó nè. Rồi chị Ngô Linh, chốt chị Ngô Linh nè. Rồi em tới một cái body đỏ này mấy chị. Rồi body đỏ này giá 80, mã số 12. 80 mã số 12 nè. Ờ sô cô la ơi, chị ấy chị đưa địa chỉ mất rồi. Chị Ngô Linh, chị đưa địa chỉ mất rồi. Rồi Phương Uyên nè. Mấy chị ơi, sao mà mạng của em bị chậm ghê luôn á. Rồi 80 mã 12 nè. Rồi 12 của chị Huỳnh Thu. Chị Huỳnh Thu lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng. Chị Huỳnh Thu ơi, chị Huỳnh Thu lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị Huỳnh Thu lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Huỳnh Thu ơi. Chị Huỳnh Thu lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Có thấy chị Trần Thu nha. Em có thấy chị Trần Thu nha chị Trần Thu ơi. Rồi em lên một cái body đỏ này. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Body đỏ cực kỳ đẹp luôn này mấy chị. Chất ren của nó dày dặn rất là đẹp luôn nha. Cái này chị nào mà cao trên mét 7 mặc cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị Huỳnh Thu, em thấy địa chỉ của chị rồi này. Chị Huỳnh Thu ơi, em thấy địa chỉ của chị rồi nha. Rồi cái body đỏ này giá của nó là 101. Chị nào lấy comment với mã số 110. Mã số 110 nha mấy chị. Đây, cái này thì tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Ở cái ống tay của nó là có phối ren như vậy này. Đây, ống tay của nó là có phối ren như vậy nha. 101 mã số 110.
101 mã số 110 tầm người 50kg lại vừa này. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 110 nha. Mã số 110. Chị ơi, xét hết rồi chị ơi. Xét hết rồi chị. Rồi body đỏ mã số 110, chị nào lấy còn mấy mã số 110 nha. Tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Đây, chất rất là đẹp luôn. Mấy chị nhìn này, chất cực kỳ đẹp luôn nha. Maxi không có thì em ơi, maxi không có nha. Rồi chị nào lấy body này còn mấy mã số 110 này, mã số 110 giúp em nha mấy chị. Mã số 110 giúp em nha. Có set thể thao nha em ơi, có set thể thao nha. Rồi mấy chị chia sẻ livestream giúp em nha. Chia sẻ like để cuối like được tặng quà nha mấy chị. Chị ơi, em thấy cái nào thì like cái đó thôi chị. Rồi em tới tiếp một cái váy này, tay cánh dơ nha, ở dưới là body ôm như vậy này. Đây, ở phía trên là tay cánh dơ nha mấy chị. Ở phía trên áo là tay cánh dơ như vậy nha. Rồi cái này giá của nó 80k mã số 8. 80k mã số 8, chị nào lấy thì cầm 80k mã số 8 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. Đây, tay cánh dơ như vậy nha. Cái này free size nha mấy chị, free size nha. Tại vì giữa eo của nó có cái thùng nhấn như vậy nè. 80k mã số 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em. Mã số 8 80 nè mấy chị. Rồi mã 8 của chị Hạnh Betty, em chốt cho chị Hạnh Betty mã số 8 nè. Em chốt cho chị Hạnh Betty mã số 8 nha. Mã 8 hết rồi. Rồi đợi em xíu em lên xét thể thao cho chị ơi. Đợi em xíu nha. Rồi em lên một cái body xám nè mấy chị. Đây, em lên một cái body xám nè. Rồi body xám này giá của nó là 70 mã số 7 nè. Body xám này tầm người 52-53 cứu lại vừa nha. 52-53 cứu lại vừa. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 7 nha. 70k mã số 7, 52-53 cứu lại vừa. 70k mã số 7. Chị nào lấy thì còn mấy mã 7 với em nha. Mã 770 nè. Body màu xám 70 mã số 7. 70 mã số 7 body xám, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7 nha. Mã số 7 70k, chị nào lấy thì còn mấy mã 7 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái body đen này mấy chị. Đây, body đen này dành cho người trung niên mặc cũng đẹp nha. Rồi body đen này tầm người 52-53 kiểu lại vừa, bên trong có mút ngực dày dặn này mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Đây, bên trong có mút ngực dày dặn này. Rồi cái này giá của nó 90 mã số 15. 90 mã số 15. Em ở Buôn Ma Thuột nha chị ơi. Rồi 90 mã số 15 này, chị nào lấy cái comment mã số 15 giúp em nha. Mã số 15 bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Đây, mã số 15 body đen này, bên trong có mút ngực dày dặn, mặc lên rất đẹp luôn. Tầm người 52-53 kêu lại vừa. Rồi chị nào lấy cái này thì comment mã số 15 giúp em nha. Mã số 15 body đen này, ở phía trên của nó là phối ren như vậy nha mấy chị. Chị lấy. Rồi chị Nguyễn Thị Bông ơi, nếu mà chị lấy cái này thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại đây cùng một dòng nha. Nếu mà lấy cái này thì ok giúp em nha chị. Rồi 15 của chị Hạnh Betty này, rồi em chốt số nha chị Hạnh Betty nha. 90k của chị Hạnh Betty này. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body đen đi tiệc này. Body đen đi tiệc, ở phía trên của nó là có khối cái ngọc trai như vậy này mấy chị. Đây, có khối hàng ngọc trai như vậy nha. Rồi mã số 15 của chị Hạnh Betty rồi chị ơi. Mã số 15 của chị Hạnh Betty rồi. Rồi cái body này giá của nó 100.000, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 11 này. 100.000 mã số 11, ở phía sau của nó là như vậy nha mấy chị. Đây, phía sau của nó là kiểu như vậy nha. Ở phía trong là có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Cổ yếm nè. 100.000, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 11. Rồi chị Trâm Huỳnh ơi, em chốt cái này chị nha. Trời, cái kiểu này đẹp lắm luôn này chị ơi. Đây, rồi cái này em chốt chị Trâm Huỳnh nè. Này em chốt chị Trâm Huỳnh nha. Chị Hạnh Betty ơi, chị comment phía sau rồi chị ơi. Chị comment phía sau rồi chị. Rồi em tới tiếp một cái áo nè mấy chị. Đây. Rồi cái áo này giá của nó, áo này giá của nó 40k mã số 1 này. 40k mã số 1 nha. 40k mã số 1 này. Áo len này mấy chị, 40k mã số 1. Phối với chân váy thì rất là đẹp luôn.
hết 11 rồi nha mấy chị ơi, hết 11 rồi nha. 40k mã số 1, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 1 này. Mã số 1 40k, mã số 1 40k nha. Đây. Rồi mã số 1 của chị Thúy Múc này. Rồi chị Thúy Múc ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Thúy Múc ơi. Chị Thúy Múc lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi chị Thúy Múc lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị. Rồi em tới tiếp một bộ đồ bộ này mấy chị. Đây bộ đồ bộ màu hồng da nha. Rồi bộ này 50k, ai lấy còn mấy em bộ này thì sai nha. Đây bộ 50k, ai lấy thì còn mấy em là bộ nha, màu hồng ruốc này mấy chị. 50k, ai lấy thì còn mấy em là bộ này. Bộ chất vải của nó rất là đẹp luôn. Rồi chị Thủy Múc ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại để cùng một dòng với chị Thủy Múc ơi. Thôi em dừng lại. Trời khổ ghê á. Coi thử ai ai ở phía sau. Em coi thử ai ở phía sau đặt á. Thanh Nhàn Võ. Ai đặt đồ lèn nghèn á. Rồi chị Thanh Nhàn Võ ơi, nếu như mà chị lấy thì chị lấy giùm em cái địa chỉ số điện thoại nha, cái áo lúc nãy á chị, áo mã 1 á. Ai mà lấy cái áo mã 1 thì lấy giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi bộ của chị Nguyễn Lan nè. Rồi em chốt bộ của chị Nguyễn Lan nha. Rồi bộ này em chốt chị Nguyễn Lan nè. Bộ em chốt chị Nguyễn Lan nha chị Nguyễn Lan ơi. Rồi em tới một cái zoom này mấy chị. Zoom hàng new nha, phi size nha mấy chị. Cái zoom này phi size nha. Rồi cái zoom này giá của nó 80k mã số 1. 80k mã số 1 phi size này. Đây zoom trễ vai rất là đẹp luôn. Cái này mấy chị mà mang phối cái bill vô nữa thì rất là đẹp luôn nha. Rồi mã số 1 80k phi size nha. Mã số 1 80k phi size, chị nào lấy thì còn mấy mã số 1 này. Mã số 1 80k phi size, chị nào lấy thì còn mấy mã số 1. Mã số 1 80k này. Mã số 1 80k. Rồi mã số 1 của chị Mi Mi đen hả? Chị Mi gì ta em chị? Mi gì? Rồi chị Mi Diễm ơi, lên giùm em địa chỉ luôn nha chị Mi Diễm ơi. Chị Mi Diễm lên giùm em cái địa chỉ nha chị Mi Diễm ơi. Chị Mi Diễm lên giùm em cái địa chỉ nha. Chị Mi Diễm lên giùm em cái địa chỉ đi chị Mi Diễm ơi. Lên giùm em cái địa chỉ nha. Rồi em tới cái váy su này mấy chị. Váy su màu xanh bơ. Trời ơi cái váy này mặc lên cực kỳ trắng da luôn nha mấy chị. Mặc lên cực kỳ trắng luôn. Rồi cái váy này giá của nó là 80k mã số 8 nè. 80k mã số 8. Chị Mi Diễm ơi lên giùm em cái địa chỉ nha. Ở phía dưới là nó bồng cái phần đen này mấy chị. Phần ren nha. Ở phía dưới là nó có một cái lớp ren nha. Rồi 80k mã số 8 nè. Bầu bì gì bon chen được nha mấy chị. Bầu bì gì bon chen được hết nha. Màu bì bon chen được hết luôn nè. Rồi chị Mi Diễm ơi, có thấy em nha Trà Mộc ơi. Em lấy áo 40 mã 1. Mi Diễm ơi em lên dùm chị địa chỉ số điện thoại nha. Lấy 2 cái hả Mi Diễm, lấy 2 cái hả? Lên cái địa chỉ nha. Mi Diễm ơi lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại á chị ơi. Rồi cái váy này 80k mã số 8, chị nào lấy thì còn mấy mã 8 ven nè. Váy suông nha mấy chị, váy suông nha. Bầu bì gì bon chen được hết nè. Ai lấy thì còn mấy mã số 8 ven. Ai thả tim nghe vậy ta? Ai thả tim nghe nhiều vậy? Mi Diễm ơi dừng cho em lên địa chỉ. Chị Mi Diễm ơi lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng đi chị ơi. Trời ơi, xin cái địa chỉ thì ra muốn mỏi mòn luôn á. Rồi em tới tiếp một cái zoom màu hồng này mấy chị. Đây, zoom màu hồng nha. Zoom màu hồng 85k mã số 85 này mấy chị. Zoom hồng 85k mã số 85 này. 85k mã số 85. Chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em nha. Em thả hả? Có zoom nha em ơi, có zoom nha, like từng mẫu nha. Rồi 85k mã số 85, chị nào lấy comment mã số 85 giúp em nè. 85k mã số 85 nha. Tầm người chị ơi là zoom là phải có quần chứ chị. Zoom không có quần thì người ta gọi là váy chứ.
Rồi 85k tầm người 52kg loại vừa. Chị nào lấy cho con mấy mã số 8 nè. Mã số 8 85k nè mấy chị. Đây dung 85k màu hồng nha. Ở phía trên của nó là phối ren như vậy nha. Chị nào lấy cho con mấy mã số 85 nha. Mã số 8 với em. Đồ đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hà Nguyễn nha.
Rồi 85k mã số 8. 85k mã số 8. Mà em cảm ơn chị Hà Nguyễn nhé. Chà Mộc ơi, chị kia có lấy nha. Có lấy mất phòng em. 85k mã số 8 này mấy chị ơi, mã số 8 rồi, mã 8 của chị Nguyễn Huyền. Nguyễn gì? Nguyễn Huỳnh. Rồi chị Nguyễn Huyền lên giùm em địa chỉ luôn nha. Chị Diệp Ngọc lên giùm em địa chỉ luôn nha. Ai mà lên địa chỉ trước em sẽ để cái váy này cho chị đó nha. Chị nào lên địa chỉ số điện thoại trước em sẽ để cho chị đó cái váy đó nha. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây phi size nha. Rồi cái váy 70k mã số 1, 70k mã số 1 phi size này mấy chị. 70k mã số 1 phi size. Chị nào lấy thì comment với mã số 1 nha. Rồi chị Nguyễn Huyền ơi, chị lên giùm em cái địa chỉ nha chị Nguyễn Huyền ơi. Chị Diệp Ngọc lên giùm em cái địa chỉ luôn nha. Em có thấy chị Thúy Nguyễn nha. Em có thấy chị Thúy Nguyễn nha. Rồi đây 70k mã số 1, 70k mã số 1. Rồi chị Thúy Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng này. Đây rất là đẹp luôn nha chị. Rồi chị Thúy Nguyễn ơi lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Thúy Nguyễn ơi. Chị Thúy Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em lên một cái set này mấy chị, ở phía trong của nó là áo sơ mi nha. Đây em lên một cái set này mấy chị, ở phía trong của nó là áo sơ mi nha, ở ngoài là yếm màu đen nha. Rồi cái này giá của nó 75k mã số 75. Chị Thúy Nguyễn lên giùm em cái địa chỉ đi chị ơi. Hôm nãy có ai chưa cho địa chỉ không vậy? Con lâu rồi hả? Mới đây nè. Rồi 75 của chị Nguyễn Lành nè. Rồi em chốt cái 75 này cho chị Nguyễn Lành nha. Rồi cái yếm này em chốt cho chị Nguyễn Lành 75k nè. 75k em chốt chị Nguyễn Lành nè. Rồi chị Nguyễn Lành em chốt 75 nha. Chị Nguyễn Huyền ơi lên giùm em cái địa chỉ đi chị ơi. Rồi mấy chị đặt đồ không lên địa chỉ làm sao em xếp đồ được mấy chị. Xin cái địa chỉ thì rất bật ra luôn á. Thúy Nguyệt rồi này. Chị nghe em hả ta? Bao nhiêu khi mặc được? Nào một là nào? Cái này là của Thúy Nguyệt. Phi xa nha chị Thúy Nguyệt ơi. Cái đó người ốm người mập gì mặc cũng được nha chị. Người ốm người mập gì mặc cũng được hết nha chị ơi. Rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body màu đen nha. Body màu đen này. Rồi body đen này giá 85k mã số 85, tầm người 5253 phiêu lại vừa nha mấy chị. Đây hàng new luôn nha, ở ngoài người ta bán tới 160 lận. Áo sơ mi kiểu chị không có rồi em ơi. Rồi cái này 52-53 phiêu lại vừa nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy cái này comment với mã số 85 này. 85k mã số 85. Ở phía trước của nó là bèo bèo như vậy nha mấy chị. Đây phía trước của nó là bèo như vậy này. 85k mã số 85. Chị nào lấy thì comment với mã số 85. Cái này có màu đen này nha mấy chị. 85k mã số 85 nha. Tầm người 52-53 cứu lại vừa. Rồi chị nào lấy cái này comment với mã số 85 này. Mã số 85 nha. Nguyễn Văn Linh rồi. Ok chị Thúy Nguyễn. Thấy địa chỉ của chị rồi nha. Thấy địa chỉ của chị rồi nha chị Thúy Nguyễn đó. Rồi em tới tiếp một cái zoom này mấy chị. Rồi cái dung này giá của nó 80 mã số 8 này, tầm người 50kg lại vừa. Bên trong có mút ngực dày dặn nha chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Rồi 85 của chị Nguyễn Thị Bông này. Rồi chị Nguyễn Thị Bông ơi lên giùm em cái địa chỉ luôn đi chị Nguyễn Thị Bông ơi. Lên giùm em cái địa chỉ luôn nha. Đây cái dung này 50kg lại vừa nha mấy chị mặc khối cái bill ngang eo rất là đẹp luôn. Rồi cái này giá 80 mã số 8 này. Dung màu xanh 80 mã số 8. 80 mã số 8, chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. 80 mã 8 rồi, chị Nguyễn Thị Bông ơi lên giùm em cái địa chỉ luôn nha chị Nguyễn Thị Bông ơi. Chị Nguyễn Thị Bông ơi lên giùm em cái địa chỉ luôn nha chị. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe này mấy chị. Đây. Rồi váy xòe 70k mã số 7. Ai? Chị Nguyễn Thị Bông ơi lên giùm em cái địa chỉ đi chị Nguyễn Thị Bông ơi. 70k mã số 7 này mấy chị nào lấy comment mã 7 giúp em nha. Tầm người 50kg lại vừa nè.
chị nào lấy thì con mấy nhá, mã số 7 nha mấy chị, mã số 7 70k, mã số 7 70k nha, chị nào lấy thì con mấy mã 7 giúp em, mã 7 70, mã 7 70. Rồi em tốt cái chân váy màu màu đây. Rồi chân váy này mấy chị phối với lại áo phông màu đen hay là màu trắng thì cũng rất là đẹp luôn nè. Chân váy này giá của nó 60, mã số 6 nha mấy chị. Đây, ở phía sau một bên của nó là có lưng khung như vậy này, tầm người 50kg lại vừa thôi. Rồi chị nào lấy chân váy này còn mấy mã số 6 với em, 60k mã số 6 nha, một bên có túi này, 60k mã số 6, chị nào lấy thì còn mấy mã 6 giúp em nha, mã 6 60 tầm người 50kg lại vừa, chị nào lấy thì còn mấy mã số 6 giúp em nha. Mi Diễm có số điện thoại, dạ em cần cái địa chỉ luôn á chị ơi. Rồi em cứ chụp lại cái, em cứ chụp lại cái số điện thoại đi để mai mình gọi luôn được thì bông á. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy nha, mã số 6 60k mã số 6 chân váy nè, 60k mã số 6, chị nào lấy thì còn mấy mã 6 giúp em. Rồi em tới một cái áo này 40k mã số 4 nè, áo 40k mã số 4 nè, áo 40k mã số 4. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy mã số 4 nè, mã 6 của chị Thanh Huyền. Thanh Huyền là nãy không hả? À Thanh Huyền đắp pin hả? Váy xòe 70, váy xòe 70 của chị Đồng Hồ Cát. Rồi chị Đồng Hồ Cát lấy giùm em địa chỉ số điện thoại nha, chị Đồng Hồ Cát lấy đi, lấy số 70 thì còn bên em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi chị Thanh Huyền lấy mã số 4 luôn nè. Rồi em đưa cái áo này mã số 4 chị Thanh Huyền nè, chị Thanh Huyền mã số 4 luôn. Rồi em tới một cái body đen nè mấy chị. Ôi body đen này đẹp quá nè mấy chị ơi, body đen đi tuyệt nha, rất là đẹp luôn. Đây ở phía trước cổ của nó là như vậy nè, trước cổ của nó như vậy nha, bên trong của nó là có mút ngực nha mấy chị, bên trong là có mút ngực dày dặn nha, tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. Body đen này tầm người 50kg lại vừa thôi nha. Rồi giá của nó là, cái body đen này giá của nó là 100k, chị nào lấy thì còn mấy chị em là mã số 100, chị lấy cái đó là cái nào chị ơi, còn mấy mã giúp em nha, chị còn mấy mã giúp em chứ không là em bị nhầm nha chị. Chị Thanh Thanh Nhàn Vũ ơi, mã 100 của chị Thanh Nhàn Vũ này. Rồi em chốt cái này chị Thanh Nhàn Vũ nha, đây em chốt cái này chị Thanh Nhàn Vũ nha, body cực kỳ đẹp luôn. Rồi em chốt cái này chị Thanh Nhàn Vũ, chị mọc ra ơi, chị comment sau rồi. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị, đây cái váy một bên tay của nó là có, một bên tay của nó là có cái hộp đá như vậy nhá, đây một bên tay của nó là có hộp đá như vậy này. Rồi cái này tầm người 52kg lại vừa, giá của nó là 80k mã số 8. Chị inbox cho em rồi, rồi ok. Ok chị Thanh Nhàn Võ nha, em thấy rồi nha chị ơi. Đồng Hồ Cát ơi lên giùm em cái địa chỉ luôn nha chị Đồng Hồ Cát ơi. Chị Đồng Hồ Cát lên giùm em cái địa chỉ luôn nha chị Đồng Hồ Cát ơi. Chị Đồng Hồ Cát lấy cái này em chụp lại màn hình cũng được. Rồi chị nào lấy cái này comment mã số 8 với em này, tầm người 52kg lại vừa nè mấy chị. Rồi mã 8 của Mộc Trà nè. Rồi chị Mộc Trà có đơn được không em? Chưa. Ủa? Mộc Trà chưa có đâu à? Ừ. Rồi chị Mộc Trà ơi lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị Mộc Trà ơi. Chị Mộc Trà lên giùm em địa chỉ số điện thoại nè. Đồng Hồ Cát. Chị Nguyễn Thị Bông hồi nãy lên địa chỉ rồi đúng không? Chưa. Chị Bông có số điện thoại luôn. Gì mà? Ê gì đắt lắm hả? Rồi ok chị Mộc Trà, em thấy địa chỉ của chị rồi nha chị Mộc Trà ơi. Rồi em lấy một cái set nè mấy chị. Em lấy một cái set nha. Đây set caro này. Set này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị, người ốm thì mập gì mặc cũng được luôn nha. Đây set rất là đẹp luôn. Rồi cái set này 90k, ai lấy set này comment cho em là set 90 này. Set 90k, chị nào lấy set này thì comment cho em là set 90 nha. Cái này tầm người, cái này tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị, người ốm hay mập gì mặc cũng được luôn, tại vì cái chất của nó là chất co giãn nha. Đây chất body
thì co giãn nè, co giãn tốt luôn. Rồi chị nào mà lấy cái này thì comment giúp là set 9 nè. Rồi set 90 của chị Thiệp Mai nè. Rồi em chốt cái set 90 này chị Thiệp Mai nha. Chị Thiệp Mai ơi, chốt cái này chị Thiệp Mai nha. 7 Lê Tiến hả? Lê Tiến. Rồi mấy chị ơi, đặt đồ á thì chắc lấy giùm em nha mấy chị yêu ơi. Đặt đồ đừng có bom hàng em nha. Cảm thấy mua được thì hãy đặt nha mấy chị. Cảm thấy mua được hãy đặt nha. Rồi em tới tiếp một cái áo nè. Áo trễ vai nha. Áo trễ vai caro này, rất là đẹp luôn. Rồi áo này 40k, ai lấy thì comment với mã số 4. 40k mã số 4, 40k mã số 4 nè mấy chị. 40k mã số 4 nè. Chị nào lấy thì comment mã 4 với em nha. Mã 440. Mã 440 ở trước này nó có cột một cái nơ nè mấy chị. Mã 440 này chất rất là đẹp luôn nha. Cái này free size nha, người mập người ốm thì mặc cũng được nha mấy chị. Người mập người ốm thì mặc cũng được nha. Rồi chị nào lấy cái này comment với mã số 4 này. Rồi mã số 4 của chị Kim Song Thanh này. Mã đỏ hả? 100 ngàn
ngồi lên lên cho em địa chỉ sớm lại chị ơi. Chị nào á? Còn riêng nào? Cái kia của chị ngồi lên, chị ngồi lên có đơn chưa? Ngồi lên chưa? Có đơn rồi mà. Chị nhớ là có đơn rồi mà. Đơn đầu á. Rồi ok ok chị ngồi lên nha. Rồi ok ok chị. Ôi em có một cái quần tây legging này mấy chị. Trời ơi quần tây legging này là còn mới toanh luôn nha. Chưa mặc lần nào nha mấy chị nhá. Rồi con tay này đẹp lắm luôn, chưa mặc lần nào nha. Đồ này là của ai đây? Cái này size của con chưa? Rồi cái quần này size của nó là size 27 nha mấy chị. Size 27 nha, rồi ok chị. Rồi cái này giá của nó là 70k. Ai lấy con mấy cái mã số 7, 70k mã số 7 nè. Ở trước nó có một cái đai luôn nè mấy chị. Ôi cái này đẹp quá mấy chị ơi, cái quần legging này đẹp quá. 70 mã số 7 nha, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. Mã 7 70k nè. Mã 7 70k nha. Rồi mã 7 của Hạ My nè, rồi Hạ My mã 7 chốt cho Hạ My nè. Mấy chị ơi comment mã giúp em nha. Mấy chị có comment như vậy em không có chốt được đâu. Comment mã giúp em nha. Rồi em lên một cái set đen nè mấy chị. Set đen nha. Tay đây. Cái set đen này nè. Mấy chị thấy rõ không? Đó. Tay cánh tiên như vậy nè. Đó, tay xì như vậy nha. Cái chân váy của nó là chân váy tầng nha mấy chị. Đây, chân váy tầng bên trong của nó có quần luôn. Bên trong cái set này có quần luôn nha. Mấy chị ơi, mã 7 hết rồi nha. Rồi, cái này giá của nó là 90k nguyên set. Chị nào lấy set này comment giúp em là set 90 này. Set 90. Set 90, chị nào lấy thì comment giúp em là set 90 nha. Set 90k tầm người 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment giúp em là set 90 này. Ôi cái set này đẹp quá đây mấy chị. Set đen 90k, chị nào lấy set này thì comment giúp em là set 90 nha. Set 90k nha mấy chị. Set 90k nha. Rồi set 90 của chị Mộc Trà nè. Rồi em chốt thì dùng dùng chị Mộc Trà nha. Nay ơi, nay comment sau rồi Nay ơi. Nay comment sau mất rồi. Ôi cái set này đẹp lắm luôn nha. Rồi em mà biết trước là em lấy mặt rồi đó. Lỡ dơ ra rồi. Rồi set 90 của chị Mộc Trà nè. Em mà biết trước là lấy mặt rồi. Rồi 90 hết nha. 90 hết rồi nha mấy chị. 90 hết rồi nha. Rồi em lấy một cái áo á. Áo cổ lọ kim tuyến nè, chất kim tuyến nha. Rồi cái áo này 40k, ai lấy thì comment với mã số 1. 40k mã số 1. Set 90 hết rồi nha mấy chị ơi, set 90 hết rồi nha. Mã số 1 nè. Chị ơi em bỏ vào bịch rồi nha chị. Bỏ vào bịch mất rồi chị. Rồi 40k chị nào lấy thì comment với mã số 1 nè. Mã số 1 40k, mã số 1 40. Mã số 1 40 nha. Đây. Rồi mã số 1 của chị Hương Mai này, chốt chị Hương Mai này. Rồi tới một cái quần à. Tới một cái chân váy đen này mấy chị. Chị Hương Mai có phải khách quen của em không chị ơi? Nếu mà không phải thì nói em để biết đường cho chị Hương Mai ơi. Chị có phải khách em không chị, khách quen của em không? Rồi em tới một cái chân váy bút chì này mấy chị. Chân váy bút chì giá 60k. Giá 60k size 26 nha. Chị nào mà lấy thì comment cái mã số 26 này. Mã số 26. 60k mã số 26 nha. Mã số 26 này, chân váy bút chì này mấy chị. Mã số 26 60k, chị nào lấy thì comment mã số 26 giúp em nha. Phối với lại là áo dây rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái này thì comment với mã số 26 nè. 60k mã số 26. Chị nào lấy thì comment với mã số 26 nha. Mã số 26 nha mấy chị. Rồi em tới tiếp một cái váy bi nè mấy chị. Rồi ok chị. Rồi hàng new nha. Một cái váy bi hàng new nè. 70k mã số 7. 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment với mã số 7 nè. Mã số 7 70 tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Nên gửi người xem một chiều mày đó. Rồi ok chị em nhớ rồi nha. 70k mã số 7 hàng new luôn nha mấy chị. Hàng new luôn nha. 50kg lại vừa. Rồi chị nào lấy cái này comment mã 7 giúp em. Mã 7 70 nè. Mộc Trà là 7. Rồi mã 7 của chị Mộc Trà nè. Rồi em chốt mã 7 chị Mộc Trà nha. Rồi mã số 7 em chốt chị Mộc Trà hàng new nha. Cái này là hàng new nha
tím chất nhung nha, chất nhung rất là đẹp luôn. Mấy cái này mấy chị mặc lên á cực kỳ trắng da luôn nha. Rồi cái áo khoác nhung này giá của nó 80, ai lấy thì còn. Mấy em là khoác này, đây phía sau của nó là hạt đá như vậy nha, 80, mã số 8 có mũ nè. Chị nào lấy thì còn mấy em mã số 8, chị nào lấy thì còn mấy em là khoác nha chị. Chị nào lấy cái này thì còn mấy em là khoác nha, khoác 80k này. Chị nào lấy thì còn mấy em là khoác nha. Hai bên có túi rất là đẹp luôn. Áo khoác nhung 80, ai lấy thì còn mấy em là khoác này, khoác nha, khoác rất là đẹp luôn, màu tím nha mấy chị. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy em là khoác nè, khoác 80k này, nhung màu tím nha, áo khoác nhung màu tím nha. Chị nào lấy cái này thì còn mấy em là khoác 80, khoác 80 nha mấy chị, khoác 80 nha. Chị nào lấy còn mấy khoác kem được hả? Thấy không kìa, thấy không? Rồi em tới tiếp một cái khoác này mấy chị, khoác màu khoác này là màu trắng, trắng kem này, màu dạng màu xám, xám trắng đó mấy chị. Đây mấy chị nhìn thấy không, hồi trước chất của nó cực kỳ dày luôn nha, đây chất vải của nó cực kỳ dày luôn. Rồi cái khoác áo khoác này giá của nó 70k, mã số 7 nè, 70k mã số 7, chất cực kỳ dày dặn luôn. Chị nào lấy thì còn mấy em mã số 7, 70k mã số 7, hai bên có túi như vậy nha, 70k mã số 7 này. Áo khoác này chị nào lấy thì còn mấy em mã số 7 nha, mã số 7 70, mã số 7 70. Áo khoác này chị nào lấy thì còn mấy em mã số 7, mã số 7 70 nha. Chân vải đuôi cá hả? Có này em ơi, có màu xanh chuối được không? Hàng new, hàng thanh lý thì đều có hết nha chị. Rồi em tới tiếp một cái váy body này mấy chị, body hàng new nha, body màu xanh đen hàng new này. Rồi body này giá của nó, đây giá ở ngoài shop người ta bán tới 150 nha mấy chị, ở ngoài shop người ta bán tới 150 lần nha. Rồi cái này em theo chỉ còn 75.000, chị nào lấy comment mã số 75 này, 75 mã số 75. Áo là size S nha chị ơi, áo khoác là size S hết nha. 75k mã số 75 body này, tầm người 52 53 kiểu lại vừa. 75k mã số 75, chị nào lấy thì còn mấy em mã số 75 này. Body dài tới gối nha, 75k mã số 75, chị nào lấy thì còn mấy em mã số 75 này mấy chị, mã số 75 75k. Rồi đầm đi kìa không bạn. Đầm đi kìa, nãy giờ em like quá hết rồi chị ơi. Rồi em tới một cái áo khoác phao màu hồng này mấy chị. Đây áo khoác phao màu hồng nha, 75 của chị gì? Dược liệu Tây Nguyên. Dược liệu Tây Nguyên lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị, dược liệu Tây Nguyên ơi. Dược liệu Tây Nguyên lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi em tới một cái áo khoác phao màu hồng này mấy chị. Rồi áo khoác phao này giá của nó là 70k mã số. Mã số 7, 70k mã số 7 này, áo khoác phao màu hồng, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7 nha. Mã số 7 70 này, áo khoác phao màu hồng nha. Cái này thì tầm người 50kg lại vừa, nhóm chị mặc lên form của nó cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy áo khoác phao này còn mấy em mã số 7 70k này. Chị Nhược Liệu Tây Nguyên lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị ơi. Chị Tây Nguyên lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy em mã số 7 nha, mã số 7 70. Rồi mã số 7 70k, chị nào lấy cái còn mấy em mã số 7 nè. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác này mấy chị, áo khoác màu nâu này. Rồi áo khoác này giá 60 mã số 6. 60 mã số 6 nha. Cái này dành cho người trung niên này. Chị nào có mẹ thì mua cho mẹ mặc này, còn mới tinh luôn nha mấy chị. Có mẹ thì mua cho mẹ mặc này, mới tinh luôn. Khoác đi chợ gì cũng được nè. Rồi 60 mã số 6. Chị Dược Liệu Tây Nguyên lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Chị đặt hàng cho vui hả chị? 70 mã số 60 mã số 6 này mấy chị, áo khoác 60 mã số 6 nha. Chị nào lấy thì còn mấy em mã số 6, áo khoác 60 mã số 6 nha. Rồi chị Thảo hô lên cho em địa chỉ số điện thoại đi. Chị
Thảo Hồ lên giùm em địa chỉ số điện thoại, mấy chị đặt đồ lên giùm em địa chỉ số điện thoại đi mấy chị ơi. Trời ơi thì có khổ ghê luôn, có xin cái địa chỉ lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại chị Thảo Hồ ơi. Rồi em lên một cái body màu xanh này mấy chị. Đây. Màu xanh xanh dạng xanh xanh chuối nha, xanh lá chuối này. Rồi cái body này giá của nó là 80k mã số 8 này mấy chị. Body 50kg loại vừa nha, 80k mã số 8. Chị Hà Nguyễn nãy giờ có đơn chưa ta? Có rồi đúng không? Có rồi. Chị Hà Nguyễn có đơn, để chị Hà Nguyễn đi. Chị Hà Nguyễn ơi, chị có đơn rồi phải không chị Hà Nguyễn ơi? 80k mã số 8, 50kg loại vừa nè. Chị nào lấy con mấy mã số 8 với em nha. Mã 880 này mấy chị. Body mã 880k nè. Chị nào lấy cho con mấy mã 8 với em. Rồi em tới tiếp một cái zoom này mấy chị. Chưa em mà 60. Ủa chưa hả? Ủa vậy là em nhầm mấy chị kia rồi. Chị Thảo Hồ lên giùm em cái số điện thoại chị Thảo Hồ ơi. Chị Thảo Hồ lên giùm em cái số điện thoại nha. Rồi em tới một cái zoom này mấy chị. Zoom này 70k mã số 17 này, 70k mã số 17 nha. 70k mã số 17 này mấy chị. 70k mã số 17 nha. Chị nào lấy cái con mấy cái mã số 17 này, 70k này. Đây zoom rất là đẹp luôn. 70k mã số 17 nha mấy chị. 70k mã số 17 nha. Chị nào lấy cái con mấy cái mã số 17, 70k. Mã số 17, 70k này zoom nha. Zoom đen phối hoa nha mấy chị. 70k mã số 17. Rồi em có một cái áo dài này. Chị nào có mặc áo dài thì mua áo dài mặc này. Đây. Áo dài đỏ phối. Xét hả chị? Em cũng không biết nữa chị ơi. Rồi em tấu cái áo dài này mấy chị. Áo dài màu đỏ nha mấy chị. Về từ phối quần bên trong mặc nha. Cái này dành cho người 50kg lại vừa thôi. 17 dùm đen. Rồi chị Loan Trương lên giùm em số điện thoại cộng địa chỉ. Chị Loan Trương ơi, chị Loan Trương lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Chị Loan Trương lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Còn áo khoác tím nữa không? Còn nha chị Thảo Hồ ơi. Áo khoác tím vẫn còn nha chị Thảo Hồ ơi. Rồi cái áo dài này giá của nó 70 luôn này. 70 mã số 1 nha, 70 mã số 1. Rồi lên rồi kìa, 70 mã số 1 này mấy chị nhìn áo dài này. Ở trước là nó đang cái ở lộn theo cái hoa màu vàng này. 50kg lại vừa. 70 mã số 1, 70 mã số 1 này chị nào lấy thì con mấy cái mã số 1 nha. Mã số 1 70k 50kg lại vừa, chị nào lấy thì con mấy cái mã số 1 nha. Mã số 1 nha. Mã số 1, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 1 này. Xem lại, rồi ok, đợi em xíu. Áo khoác tím này chị Thảo Hồ ơi. Áo khoác tím đây này chị, đây. Áo khoác tím nha chị Thảo Hồ ơi. Tím mần nhung này đẹp lắm chị, mặc lên form đẹp lắm luôn á. Cái này là form nhỏ nha, không phải là form lớn đâu. Form tầm người 52, 53 kiểu lại là vừa nha chị. Đây, tại vì cái chất của nó nè. Nếu mà chị lấy thì ok giúp em nha. Nếu mà chị lấy ok giúp em nha. Đây, còn mới tin luôn á chị. Còn mới tin luôn á, nếu mà chị lấy thì ok giúp em nha chị Thảo Hồ ơi. Rồi em tới tiếp một cái áo ren này mấy chị. Đây. Thảo Hồ bao nhiêu kg mà được? Cái đó thì tầm người, cái đó tầm người 53-54kg lại là vừa á chị. Ừ, ok Thảo. Rồi ok chị. Rồi em tới một cái áo 40k mã số 4 này. 40k mã số 4. 40k mã số 4 này chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 giúp em nha. Đây.
áo ren 40k mã số 4 mới chị mặc thôi. Thế lại quần ren, quần ren đai cao hoặc là quần ren đai cao hoặc là chân váy cũng rất là đẹp nha. Đây ren này mấy chị, ren thì đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái ren này thì còn mấy cái mã số 4 này, áo 40k mã số 4 50kg loại vừa, áo ren nha 40k mã số 4. Chị nào lấy thì còn mấy mã 4 giúp em. Có đôi bộ thể thao không chị? Có em, có nha nha Nhi ơi. Chị Nguyễn Lan ơi, cái đó để chị ấy sau nha, sau nha chị ơi, để cái đó em chụp sau chị coi nha, chứ bây giờ đang like em không mở ra, mở vô mất thời gian lắm chị. Biết bao nhiêu khách đang đợi mà em không có mở ra như vậy được nha. Rồi mã 4 của vợ thằng đầu này, vợ thằng đầu đây giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi kim song thanh này, vợ thằng đầu này. Để chị lấy cái hạng 2 cho em xem nha. Đây bây giờ để em lấy cái hạng 2 cho xem. Vợ thằng đầu em với lại gửi cho thằng này xem. Vợ thằng đầu ấy da. Dạ, dạ, dạ. Cái hạng 2 hôm bữa chị có mấy xét kia nữa đâu rồi ta? Đây nha, xét thể thao này em còn có 2 xét thôi nè. Còn 2 xét thể thao nha. Hàng new nha mấy chị, chất cực kỳ đẹp luôn nha. Có thấy em nha Dung Nhất Phi ơi. Đây xét thể thao nha, màu đen này em còn có 2 bộ thôi. Màu vàng với lại màu đen hàng new nha. Giá của nó là 160k, 160k hàng new. Chị nào mà có thích thì comment cho em để lấy nha. Em còn có 2 bộ à. Lấy một bộ mặc quá. Đây xét thể thao rất là đẹp luôn. Chị nào mà lấy thì comment cho em này. Cái này thì tầm người, cái xét thể thao này thì tầm người 55kg mặc cũng vừa nha mấy chị. Tại vì cái chất của nó co giãn này rất là đẹp luôn. Chất vải của nó là phi lụa nha. Chất vải của nó là phi lụa nha mấy chị. 55kg lại là vừa nha mấy chị nha. Đây 55kg lại là vừa. Rồi xét thể thao này có màu đen với lại màu vàng. Chị nào mà lấy màu nào thì comment màu giúp em nha. Có màu đen với màu vàng, em chỉ còn có 2 set thôi nha. Em chỉ còn có 2 set thôi nè. Chị nào lấy set màu nào thì comment cho em nha. Nó có màu vàng nữa nè. Đây có màu vàng nữa nha mấy chị. Có màu vàng dạng màu vàng đồng nha. Đây rất là đẹp luôn. Có màu vàng với màu đen. Chị nào mà lấy màu nào thì comment màu giúp em nha. Em chỉ còn 2 màu này thôi. Giá của nó là 160. Chị nào thích màu nào thì comment màu giúp em nha. Rồi ok em nha, màu đen đẹp quá em ơi. Rồi để màu đen cho Nhi nè. Rồi em tới tiếp một cái áo dây này mấy chị. Áo dây hàng new 40k mã số 40k mã số 1, 40k mã số 1. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 1 nha. Có xếp bộ đùi không à? Xếp bộ đùi chị ạ. Xếp bộ đùi không có rồi em ơi. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy cái mã số 1 nè, 40k mã số 1. À xếp thể thao hết rồi chị, em chỉ còn có 2 xếp đó thôi. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 1. Bộ này cái gì, bộ này bao nhiêu? 101 nha chị ơi. Có 106 nha. 106 tầm người 55kg lại vừa. Rồi Phan Thục Anh mã 1, chốt Phan Thục Anh mã số 1 này. Chốt Phan Thục Anh mã số 1 này. Đây em tới một cái set thể thao màu đen nè mấy chị. Set thể thao màu đen nè nha. Đen sọc như vậy nè. Cái này mấy chị có thể làm áo khoác ở bên ngoài nha. Đây cái này mấy chị có thể mặc áo khoác bên ngoài. Cái này cũng 101 luôn nha. Cái này thì sọc khác nha mấy chị. Cái này sọc khác nha. Mà 110 à? Đây chị. Ừ. Xếp thể thao còn bộ sọc màu đen này nữa nè mấy chị ơi. Cái này mấy chị có thể mặc áo khoác được luôn nè. 160 em ơi, cái này là 160 hàng new nha. 160 hàng new này. Đây. Bộ này mấy chị có thể mặc mặc áo khoác riêng cũng được nha.
có thể mặc áo khoác riêng cũng được. Cái này thì tầm giá của nó, em lấy set thể thao đen. Cái này phi size chị ơi, người ốm người mập gì mặc cũng được chị ơi. Rồi Dung Nhất Tây ơi, chị chốt cái màu đen này cho em nha. Trời, cái đen này đẹp lắm luôn em ơi. Phối với lại là em phối với lại là quần áo lộng, phối với lại giày giày màu trắng rất là đẹp luôn. Rồi Dung Nhất Tây chị chốt cho em đi. Rồi em tới một cái body màu hồng này mấy chị. Body hồng tầm người 52kg lại vừa nhá. Rồi body hồng này giá 60k mã số 6 nè. Body hồng 60k mã số 6 nè. Chị nào lấy thì còn mấy mã 6 giúp em nha. Body hồng 60k mã số 6. Đây 60k mã số 6 nha. Cái này em bỏ trong bịch nó hơi nhanh nha. À Thảo Hồ hả? Rồi ok ok, em ghi vô nha em. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy mã số 6 giúp em. Mã số 660, cái này là hàng bị bom mấy chị. Bị bom nên là bỏ trong bịch nó hơi bị nhăn á. Rồi mã số 6 của chị Hà Nguyễn nè. Rồi chốt cho Hà Nguyễn, chị Thúy Hà ơi, chị comment sau rồi nha. Chị Hà Nguyễn, cái này chốt chị Hà Nguyễn nha. Chị Thúy Hà ơi, chị comment sau rồi chị ơi. Rồi em tới tiếp một cái quần này. Cái quần green rất là đẹp luôn. Mã 6 hết nha mấy chị. Mã 6 của chị Hà Nguyễn rồi nha. Mã 6 em chốt chị Hà Nguyễn rồi nè. Rồi em lên một cái quần này. Quần rất là đẹp luôn nha. Quần legging màu màu đen nè. Ở đây nó có phần đây rất là đẹp luôn nha. Rồi cái này giá của nó 70 mã số 7 nè. Hết rồi chị ơi. Rồi ok ok em nha Dung FPG, chị có ghi lại rồi nha. Dạ rồi ok chị Hà Nguyễn nha. Ok chị Hà Nguyễn nha. Rồi 70 mã số 7. 70 mã số 7 nha. Trời ơi hàng này mấy chị nhìn nè. Rồi cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Ở cái khóa của nó là có cái kiểu như vậy luôn này, rất là đẹp luôn. Quần của chị Thảo Hồ hả? Chị Thảo Hồ ơi, chị lấy cái này phỏng chị, nếu mà lấy cái này ok giúp em nha chị ơi. Đây chị mặc phô với lại áo dây màu trắng rất là đẹp luôn nè. Chị Thảo Hồ ơi, chị có lấy cái này không? Nếu mà lấy cái này ok giúp em nha. Nếu mà lấy cái này thì ok giúp em nha chị Thảo Hồ ơi. Nếu mà chị lấy cái này ok giúp em nha. Giá chỉ có 70 ngàn thôi, rất là đẹp luôn. Xét đen nảy hết rồi chị ơi. Xét đen nảy hết rồi nha. Không nha chị ơi, không nha chị. Chị Thảo Hồ ơi, chị có lấy cái này không? Nếu mà lấy cái này ok giúp em nha. Chị ơi, cái này là size của nó là size 27 nha. Chị Thảo Hồ ơi, chị mặc size bao nhiêu? Cái này size 27 nha chị Thảo Hồ ơi. Đây, cái này size 27 nha. Size 27 nha chị Thảo Hồ ơi. Size 27 nha. Cái này size 27 nè. Nếu mà chị lấy thì ok giúp em nha chị Thảo Hồ ơi. Rồi em tới tiếp một cái váy nha mấy chị. Váy màu đen nha. Váy màu đen giá của nó là 90k mã số 9 nè. Váy màu đen 90k mã số 9 nè. Dạ rồi. Rồi 90k mã số. Rồi ok. Để quay cho chị máy. Đơn lẻ mà nhiều vậy. Sau lưng bên đây. À đây nè em. Sau lưng nè em. Sau lưng không có hở đâu nha. Đấy sau lưng nó giống như trước thôi nha. Váy 90 rồi. Ok chị Đoan Trương nè. Chị Đoan Trương có đơn rồi không? Chị Đoan Trương ơi, chị có đơn rồi đúng không? Rồi cái này em chốt chị Đoan Trương nha. Chốt cái này chị Đoan Trương nè. Rồi em lên một cái set này nè mấy chị. Quần size 26 nha mấy chị. Quần size 26 nha. Rồi cái set này giá của nó là 80k nguyên set này. Set áo dây màu đen này.
quần của nó là size 26 nha mấy chị. Quần hàng new size 26 này. Rồi nguyên set này 80k, chị nào lấy set này thì còn mấy em là set 80 nha. Set áo dây 80k này, chị nào lấy thì còn mấy em mã số 8 nha. Set 80k, chị nào lấy set này thì còn mấy em là set 80. Cái quần của nó là size 26 nha mấy chị. Quần dream size 26 rất là đẹp luôn này, quần dream đai cao nha. Size 26 cực kỳ đẹp luôn. Áo dây của nó là màu đen, áo vải von này, áo chất von rất là mát luôn nha. Rồi nguyên set này 80k này. Rồi set 80 của Phan Thục Anh này, chốt Phan Thục Anh này. Rồi em có một cái áo rin này mấy chị. Áo khoác rin 90k. Ai lấy thì còn mấy em là khoác nha. Khoác rin 90k, chị nào lấy thì còn mấy em là khoác này. Khoác rin cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Chị nào lấy khoác rin này thì còn mấy em là khoác rin 90k này. Em bao nhiêu ký em ơi? Đây 90k, chị nào lấy khoác thì còn mấy em là khoác nha. Khoác 90k, chị nào lấy khoác rin này thì còn mấy em là khoác 90k này. Vừa nha em ơi, vừa nha Phan Thục Anh ơi. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy em là khoác 90 nha. Khoác riêng 90k này. Khoác riêng 90k, chị nào lấy khoác riêng này thì còn mấy em là khoác riêng 90 nha. Khoác riêng 90k nha chị. Vừa em ơi, 45, 90 nha khoác riêng. Rồi em tới một cái đây, em tới một cái 99. Em tới tiếp một cái váy suông 40k mã số 4 này mấy chị. Váy suông 40k mã số 4 nha. Bên tay của nó là có một cái viền như vậy này. 40k mã số 4, chị nào lấy váy suông này thì comment mã số 4 với em nè. Váy suông 40k mã số 4 này, chị nào lấy thì comment mã 4 với em nha. Một bên nó có một cái đường sọc như vậy nha mấy chị. Tuy sai nha, 40k mã số 4, chị nào lấy váy suông này thì comment mã 4 với em. Váy suông 40 mã số 4, chị nào lấy thì comment mã số 4 với em nha. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác này mấy chị. Đây, áo khoác hàng new nè. Áo khoác này 70k mã số 7. 70k mã số 7 này, áo khoác hàng new nha mấy chị. Ở trên này là có ngủ luôn nha. 70k mã số 7 này, áo khoác hàng new nha. 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment nha mã số 7 này. Mã số 7 70k này. Áo khoác 70 mã số 7, chị nào lấy thì comment mã số 7 với em nha. Mã 770 nha mấy chị. Tầm người 53 54 kêu lại vừa nha. 53 54 kêu lại vừa. Chị nào lấy áo khoác thì comment mã 7 với em. Mã 770, mã 770 nha. Áo khoác mã 770 này, chị nào lấy thì comment mã số 7 với em nha. Mã số 7 70k. Bao nhiêu ký? Ký size. Ký size chị ơi, áo khoác nó ký size nha chị. Rồi em tới tiếp một cái áo này mấy chị. Đây, áo len nha, ở phía trên của nó là dạng cổ ren như vậy này. Đây, rồi cái áo len này giá của nó 40k, ai lấy thì comment mã số 2. 40k mã số 2, chị nào lấy thì comment mã số 2 giúp em này. 40k mã số 2 này. Đây, ở trên của nó là ren như vậy nha. Ren rễ tay như vậy này mấy chị. Đây, mã số 2, mã số 2 nha. Mã số 7 hết rồi mấy chị ơi. Mã số 7 hết rồi. Mã số 2 của chị Mai Hà hả? Rồi chị Mai Hà ơi, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Chị Thảo Hồ ơi, để em coi thử nếu tiền ship mà ít đó thì em chịu chị nữa tiền ship nha. Chứ em không có giữ đơn được đâu chị. À, cho em nửa. Rồi em tới tiếp một cái body này, phía trên của nó là có một cái, phía trên của nó là đính ngọc trai như vậy nha mấy chị. Cái này là hàng new luôn nha. Đây, hàng new luôn nè. Đây, ở phía trên của nó là đính ngọc trai như vậy nè. Rất là đẹp luôn, bên trong có mút ngực dày dặn. Rồi cái này giá 80 mã số 3. Giá 80 mã số 3. 80 mã số 3, chị nào lấy thì comment mã số 3 nha. Mã 2 hết rồi nha mấy chị ơi. Mã số 2 hết rồi nha.
Rồi chị nào lấy cái này thì comment nha, mã số 3 này. Tầm người 50kg lại vừa body đen nha. Chị nào lấy thì comment nha, mã số 3 này. Mã số 3. Rồi mã số 3 của Na này. Hàng new nha. Ừ em. Rồi mã 3 của Na này. 80. Rồi em tới tiếp một cái dung trắng này mấy chị. Đây dung trắng nha. Rồi dung trắng này giá của nó 80 luôn. Ai lấy thì còn mấy cái mã số 4 này. 80 mã số 4 tầm người 52kg loại vừa nha. 80 mã số 4 này, chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em nha. Mã số 4 này dung màu trắng này mấy chị. Trời ơi, dung trắng này đẹp quá này mấy chị ơi. Dung trắng này rất là đẹp luôn nha. Bên trong có bút ngực dày dặn nha. Bên trong dung trắng có bút ngực dày dặn. 80 mã số 4. 80 mã số 4, chị nào lấy thì comment mã số 4 nha. Dạ rồi, ok chị nha. Hết đồ bộ rồi em ơi. Hết đồ bộ rồi Châu ơi. Rồi 80 mã số 4 này, chị nào lấy thì comment mã số 4 giúp em nha. Dung màu trắng 40k mã 80k mã số 4 này. Cái gì? Cái đen hết rồi chị ơi, cái đen hết rồi nha chị Nguyễn Huyền ơi. Chị Nguyễn Huyền này hình như hồi nãy lấy đơn của mình đúng không? Chị Nguyễn Huyền ơi, nãy chị lấy hàng ở bên em mà sao không cho địa chỉ số điện thoại vậy chị? Rồi em lấy một cái body màu hồng này mấy chị, tay dài nha. Body hồng tay dài này. Cái này thì tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. 52kg lại vừa nha. Rồi cái body này giá của nó 80k mã số 5. 80k mã số 5 này mấy chị, phối cái bill vô nữa rất là đẹp luôn. 52kg lại vừa. Rồi chị nào lấy cái này thì còn mấy mã số 5. Mã số 5 80k này. Mã số 5 80k nha. Mấy chị phối bill vô rất là đẹp luôn nha. Đây body dài tay này. Phối ren nha. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 5 này. Đây phối ren vô rất là đẹp luôn này mấy chị. Đó. 80k mã số 5. 80k mã số 5 này. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 5 nha. Mã số 5 80k là mấy chị. Mã số 5 80 tầm người 52kg lại vừa. Chị nào lấy còn mấy mã số 5 đi. Rồi em tới tiếp một cái body hồng này mấy chị. Body hồng nha. Body hồng phố rin này. Cái này dành cho người trung niên mặc này mấy chị ơi. Dành cho người trung niên mặc tầm người 55-57kg mặc cũng vừa nha. 55-57kg là vừa này mấy chị. 55-57kg là vừa nha. Rồi cái này giá của nó 70k. Ai lấy thì còn mấy mã số 7. 70 mã số 7 này. 70 mã số 7. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 giúp em nha. Mã số 7 70k. Mã số 7 70k. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 7 này. Mã số 7 70 nha mấy chị. Mã số 7 70 nha. Chị nào lấy thì còn mấy mã 7 giúp em. Cái này dành cho người 57kg lại là vừa. 57kg lại là vừa nha. Rồi chị Thảo Hồ mã số 7 chốt chị Thảo Hồ này. Rồi em tới tiếp một cái dung trắng này mấy chị. Rồi dung trắng này hàng new luôn nha. Chất cực kỳ đẹp luôn. Hàng new chất cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi ok em. Đây mấy chị nhìn nè, ở phía trên của nó là phối một cái dây như vậy nha. Bên trong có bút ngực dày dặn nha chị. Rồi cái này giá của nó 80 mã số 8 nè. 80 mã số 8 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 8 với em. Đây mấy chị mặc lên phối rất là đẹp luôn nha. 80 mã số 8 nha mấy chị. 80 mã số 8 nha. Chị nào lấy thì còn mấy mã 8 cho em này. Hàng new luôn nha. Đây cái dung này là hàng new luôn nha mấy chị. Hàng new luôn nha. Tầm người 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 8 này. 80k một cái dung này thôi. 80k thôi nha. 80k rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy dung này thì còn mấy mã số 8 giúp em nha. Mã số 8 80. Rồi em tới tiếp một cái váy đuôi cá hàng new này. Đây váy trắng đuôi cá hàng new, bên trong có mút ngực dày dặn này. Áo trễ vai, váy trễ vai nha. Đuôi cá này mấy chị. Rồi cái váy này tầm người 50kg lại vừa nha. 50kg lại vừa nè. Rồi cái váy này giá của nó là 90k mã số 9 nha. Ở ngoài người ta bán tới 180 nè mấy chị. Ở ngoài người ta bán tới 180 lận nha. Rồi 90k mã số 9, chị nào lấy comment mã số 9 giúp em nha. Mã số 9 90 50kg lại vừa nè.
Bên trong có mút ngực dày dặn hàng niêu nha. Bên trong có mút ngực dày dặn hàng niêu nha. Chị nào mà lấy cái này thì comment với mã số 990k này. Mã số 990k nha, 50kg loại vừa. Chị nào lấy cái này thì comment mã 9 với em. Mã 990. Váy hoa 60 mã số 6. Có giữ nha chị bé Lulu Tay ơi, em vẫn còn giữ đơn của chị nha. Chị chọn hàng để em đi đơn luôn nha chị bé Lulu Tay ơi. Chị chọn hàng để em đi đơn luôn nha, xả xả. Ở đây hả? Ủa nha. Chị ơi, chị em vẫn còn giữ đơn của chị nha. Chị chọn để em đi đơn luôn nha. Rồi cái này 60 mã số 6 nè. 60 mã số 6 50kg loại vừa nè. Dạ chị, 60 mã số 6 chị nào lấy thì còn bên mã 6 giúp em nha. Rồi mã số 6 của chị Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị Hoa Nguyễn ơi. Chị Hoa Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại cho cùng một dòng đi chị ơi. Rồi em lấy một cái set ring này mấy chị. Ôi set ring dễ thương lắm nè. Set ring này hơi bị dễ thương luôn. Đây, set ring này là size S nha mấy chị, size S nha. Rồi chị Hoa Nguyễn lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị Hoa Nguyễn ơi. Đây hả? Rồi set ring này giá của nó 80k mã số 8 nè. 80k mã số 8 chị nào lấy comment mã số 8 giúp em. Rồi đợi em xíu nha. Mã 8 set ring này. Đây trễ vai như vậy nha mấy chị. Rồi chị Kiều Kiều lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Ai mà lên địa chỉ số điện thoại chậm em để qua những người nào có đơn nha. Đây nè. Trời ơi set ring dễ thương quá mấy chị ơi. Set ring cực kỳ dễ thương luôn. Rồi lên địa chỉ giúp em nha chị Kiều Kiều ơi. Lên địa chỉ giúp em nha. Lên địa chỉ giúp em nha chị Kiều Kiều ơi. Mã số 8 hết rồi chị ơi. Đây, phía sau của nó nè chị. Phía sau của nó nha. Kiến Đức Đắk Nông. Rồi ok chị Kiều Kiều nha. Em gửi đơn đi cho chị á. Hàng tới chị nhận hàng inbox giúp em nha chị Kiều Kiều á. Đây. Chị gì lấy cái này số 6 ta. Chị Hoa Nguyễn ơi. Cái số 6 này em chốt cho chị nha chị Hoa Nguyễn ơi. Số 6 em chốt cho chị nha. Rồi em tới tiếp một cái zoom này mấy chị. Cái zoom màu trắng tiếp nè. Rồi cái zoom này là tay của nó là dạng tay cánh tiên nha. Đây 50kg loại vừa. Bên trong có mút ngực dày dặn hàng niêu luôn nha. Rồi cái zoom này giá của nó. Rồi ok. Ok chị Hoa Nguyễn nha, khỏi đi em. Rồi cái này giá của nó 80k nè, ai lấy thì comment với mã số 11 nè. 80k mã số 11 hàng niêu nha mấy chị nha, mã hàng niêu nha. Rồi ôi chất vải của nó cực kỳ đẹp luôn nè mấy chị. Bên trong của nó có mút ngực dày dặn nha. Bên trong của nó có set ring của Kiều Kiều rồi em ơi. Set ring của Kiều Kiều rồi nha. Rồi chị nào lấy cái này thì comment với mã số 11 nè. 80k mã số 11. Chị nào lấy thì comment mã số 11 nha. Đây dung trắng tầm người 50kg lại vừa nè. Dung trắng tầm người 50kg lại vừa nha. Chị nào lấy thì comment cho em nha. Em ơi nhỏ nha, đợi xíu thôi. Rồi em tới tiếp một cái váy. Đây bên trong có mút ngực dày dặn nha. Rồi cái váy này giá của nó 75k mã số 75 nè. Váy màu hồng da nè, 75k mã số 75 nha. 75k mã số 75 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 75 giúp em. Mã số 75, 75k mã số 75 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 75 giúp em nha. Đây trễ vai như vậy nha mấy chị. 75k mã số 75. Chị nào lấy comment với mã số 75 nha.
Rồi 75 của chị Thảo Hồ này, rồi em chốt 75 của chị Thảo Hồ này. Rồi em tới tiếp một cái body đỏ này mấy chị. Body đỏ nha, tầm người 52kg lại vừa. Body đỏ ren này, body đỏ ren nha. Rồi cái body này giá của nó là 80k. À lấy thì comment nha, mã số 8 nè, 80k mã số 8 thì nó lấy thì comment mã 8 giúp em nha. Dạ chị Hoa Nguyễn ơi, nếu mà chị chắc lấy thì em để chị nha. Chị ơi nếu mà chắc lấy thì em để chị nha, chứ em lỡ chốt của chị rồi mà chị không lấy thì đó, khổ em lắm luôn á. Đỏ luôn rồi ok chị nha. Rồi để cái đỏ chị Thảo cũng Thảo Hồ này. Rồi em tới một cái đen này, cái đen đuôi cá này mấy chị. Ôi cái váy đen này đẹp thiệt đó nha. Rồi cái váy đen này giá của nó 80 luôn nha, 80 mã số 3 ok chị kìa. Rồi bỏ thôi. Rồi 80 mã số 8 này mấy chị ơi, bên trong có mút ngực dày dặn hàng new nha. Cái này là hàng new nha mấy chị, hàng new nha. Dạng đuôi cá bên trong có mút ngực dày dặn nè. Chị ơi, chị Thúy Hòa ơi, nãy giờ em like body nhiều lắm luôn á chị. Rồi chị nào lấy cái này thì comment cho em nha. Ừ rồi ok em nha Dung Nhất Phi ơi. Rồi ai mà lấy cái này thì comment nha em, mã số 8 này, 80k mã số 8 trễ vai như vậy nha mấy chị. Ở dưới là đuôi cá như vậy nha. Ở dưới là nó xè nhẹ như vậy nha. 80k mã số 8 này, chị nào lấy thì comment mã 8 cho em nè. Mã 880, mã 880 nha. Vừa chị ơi, vừa nha chị. Vừa nha chị ơi, vừa nha. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe màu trắng này mấy chị. Giá của nó là 70k mã số 7 này. Váy xòe màu trắng 70k mã số 7. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nha. Mã 770. Mã 770 này, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. Tầm người 52kg lại vừa này. 70 mã số 7 váy trắng nha, tầm người 52kg lại vừa. Rồi chị nào lấy cái này thì comment với mã số 7 này. Mã số 7 70k này mấy chị. Váy xòe màu trắng nha, 70k mã số 7. Chị nào lấy thì comment mã 7 với em. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị. Đây. Rồi váy suông xòe đẹp quá mấy chị ơi. Rồi 75k mã số 75 này. 75k mã số 75 nha. Chị nào lấy thì comment mã số 75 mấy chị, nhìn chất của nó này. Rất là đẹp luôn nha. Rồi cái này là váy suông nha, bầu bì gì đều bon chen được hết nha mấy chị. 75k mã số 75, bầu bì gì đều bon chen được hết nha. Chị nào mà lấy thì comment mã số 75 này. Mã số 75, 75k này, chị nào lấy thì comment mã số 75, váy suông nha, bầu bì gì bon chen được hết luôn này mấy chị. Rồi 75 của chị Thảo Hồ này, rồi em chốt chị Thảo Hồ 75k, chốt chị Thảo Hồ này. Rồi em tới một cái áo khoác màu xanh nhạt nha mấy chị. Áo khoác em tới một áo khoác màu xanh nhạt nha. Rồi cái áo khoác này em cái gì? Váy nào chị? Váy nào chị ơi? Rồi đây áo khoác màu xanh xám này mấy chị. Đó, áo khoác xanh xám nha, một bên của nó là bó hoa như vậy nè. Rồi cái này giá của nó 70 mã số 7 nè. 70 mã số 7 nha. Cái này tầm người 55kg lại là vừa nha mấy chị. 55 đến 57kg là vừa nha. Đây, 70 mã số 7, 70 mã số 7 nha. Hết rồi chị ơi. Cái váy trắng xòe em vừa cầm lên hết rồi nha. 70 mã số 7 nha. Chị nào lấy thì comment mã 7 giúp em. Rồi hạ mi mã 7 chốt hạ mi nè. Rồi em tốn cái áo khoác này mấy chị. Chỗ áo khoác này đẹp lắm nè mấy chị ơi. Đây, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi áo khoác này giá của nó 80 mã số 8 nè. 80 mã số 8, chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em nha. Áo khoác hết rồi nha mấy chị ơi. 80
cái mã số 8 nha, chị nào lấy thì con mấy mã số 8 nha. Áo khoác này ôm form đẹp lắm nha mấy chị. Cái này thì dành cho người dành cho người 52kg lại vừa thôi nha. Đây 80 mã số 8. Chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em nha. Vải đuôi cá chị. Là cái vải nào ta em không nhớ luôn á chị ơi. Đồ nhiều quá không nhớ nổi chị ơi. Đây 80 mã số 8 nè. Dành cho người 52-53kg lại vừa nha mấy chị. Rồi chị đâu lấy cái này comment mã 8 giúp em. Em đâu thấy ai comment mã. Có mà chị Oanh Oanh ơi, của chị Thảo Hồ á chị Oanh Oanh ơi. Cái váy đó của chị Thảo Hồ nha chị Oanh Oanh ơi. Cái đó của chị Thảo Hồ nha. Áo khoác này 80 mã số 8 nha. Chị nào lấy cái comment mã số 8 giúp em. Khoác xanh chút cho Hạng Vy. Áo khoác xanh em chút chị Hạng Vy rồi chị ơi. Áo khoác xanh chút chị Hạng Vy rồi nha. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác, một cái váy xòe này mà hàng new này mấy chị. Đây một cái váy xòe hàng new nha. Váy xòe hàng new dành cho người 53-54kg lại vừa nha mấy chị. 53-54kg lại vừa nha, hàng new luôn nè. Rồi cái váy này giá của nó 70 mã số 7. Chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em nè. 70 mã số 7 nè mấy chị. Đây 70 mã số 7 nha, dành cho người 53-54kg lại vừa nha. 70 mã số 7 nè, chị nào lấy thì comment mã 7 giúp em nè. Mã 7 70, mã 7 70 nha. Chị nào lấy thì comment mã số 7 nha. Mã số 7 70k, mã số 7 70k nè. Rồi chị tên gì khó đọc vậy? Xe chú Teo. Hả? Xe chú Teo. Xe chú Teo hả? Cái tên gì khó đọc vậy trời. Rồi chị nào đặt mã 7 thì lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Chị xe chú Teo gì này lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị ơi. Lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Rồi em lên một cái váy xòe này mấy chị. Ôi váy xòe này đẹp lắm luôn nè. Rồi cái váy xòe này giá của nó 90k mã số 9 nè. 90k mã số 9 nha. Đây cái viền của nó là phối ngọc trai nha mấy chị. Phần eo của nó cũng vậy nè. Rồi 90k mã số 9 tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa nha. Đây váy này đi tiệc rất là đẹp luôn nha mấy chị. Váy này đi tiệc cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi 90k mã số 9 chị nào lấy thì comment mã 9 giúp em nè. Cái này nó phồng phồng rất là đẹp luôn nha. Cái đầu bồng của nó cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment mã số 9 giúp em nha. 90 mã số 9 nè. Rồi 90 em chốt cho chị Hương Mai nè. Chị xe chú Teo gì ơi, chị đặt đơn trên 100 giúp em nha chị nha. Đặt trên 100 xong cái này nó bị gì vậy, xáo lắm chị đấy. Chị xe chú Teo ơi, chị đặt đơn trên 100 giúp em nha chị nha. Em mới đi đơn được nha, tại vì chị ở xa á. Rồi em tới một cái chân váy này mấy chị. Ôi chân váy này phối với lại áo dây màu trắng đẹp lắm luôn nè. Chân váy này là cái lưng của nó là lưng thun nha mấy chị. Lưng thun nha. Tầm người 52-53kg lại là vừa nha mấy chị. Đây chân váy rin này rất là đẹp luôn nha. Rồi chân váy rin này giá của nó là 60k mã số 6 nè. 60k mã số 6 chân váy rin hàng new nha. Hàng new nha mấy chị, một bên nó có túi nè. Đây tầm người 50kg lại vừa thôi. Lưng của nó là lưng thun nha mấy chị, lưng thun nha. Rồi chị nào lấy cái này thì comment nha mã số 6, 60k mã số 6 nha. Rồi mã số 6 của Thùy Tân nè, rồi chốt cái mã số 6 này cho Thùy Tân nha. Thùy Tân ơi, đặt đơn thêm giúp Hương để Hương đi đơn luôn nha Thùy Tân ơi.
con đặt đơn theo giúp Hương nha, để Hương đi đơn luôn nha. Rồi em tới một cái bao đì màu đỏ hàng niêu nè mấy chị. Bao đì đỏ hàng niêu giá của nó 85k, mã số 85 này. 85k mã số 85 nha. Mã số 6 hết rồi nha mấy chị ơi, của Thùy Tân comment trước rồi nha. Đây 85k mã số 85 này. Hàng niêu nha mấy chị, cái này là hàng niêu nha. Giá ở ngoài shop người ta bán tới 160 lần này. Đây, hàng niêu luôn nha. Chất vải cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ 85k mã số 85 nha. 85k mã số 85, tầm người 52kg loại vừa này. Tầm người 52kg loại vừa nha. Chị nào lấy thì comment mã số 85 nha. Rồi 85 của chị Nguyễn Thị Bông này. Rồi em chốt cái này cho chị Nguyễn Thị Bông nha. Trời cái này đẹp quá. Rồi em chốt này cho chị Nguyễn Thị Bông nha. Màu đen hết rồi mà. Rồi giá của nó là 75.000, chị nào lấy thì comment với mã số 75. 75.000 mã số 75, chị nào lấy thì comment với mã số 75 nha. Đây 75.000 mã số 75 này. 75.000 mã số 75, chị nào lấy thì comment với mã số 75 nha. Tầm người 55kg lại vừa này. Rồi chị Kiều Kiều mã số 75. Rồi chốt chị Kiều Kiều này. Rồi chốt chị Kiều Kiều mã số 75 này. Rồi chị Kiều Kiều em chốt chị Kiều Kiều mã số 75 nha. Rồi em lấy một cái áo khoác rêu này giá 80k mã số 8 này. Đây áo khoác rêu 80k mã số 8. Chị ơi cho em xả váy gì em? Xả váy nào? Hả? Hả? Đọc bình luận cho em. Chị ơi xả váy nào chị? Đặt đồ em không có cho xả nha chị nha. Trời ơi cảm thấy được thì đặt chứ ai đâu, em đâu có ép chị mua hàng đâu mà chị đặt cho chơi vui miệng xong rồi chị xả của đó chị. Chị không lấy cả hai cái chị 54 ký Nguyễn Thị Bông là sao? Chị ơi, cái đó là vừa nha chị Nguyễn Thị Bông ơi. Mấy cái đó là chất co giãn vừa nha chị. Chào chị cà chua cà rốt nha. Từ từ từ. Rồi mã số 8 của Thùy Tân này, rồi chốt mã 8 của Thùy Tân này. Trời mấy chị ơi, đặt đồ cảm thấy được thì hãy đặt giùm em nha. Khi em bán hàng em nói cũng khô cả cổ họng á mấy chị. Trời ơi thì cái em đâu có ép mấy chị mua hàng đâu. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác màu xám nè mấy chị ơi, tới một cái áo khoác màu xám nè. Body hình như là để em coi còn không nha chị Thúy Hào ơi. Body xám này. Rồi cái body xám này là hàng new nha. Body xám hả? Hả? Alo. Áo khoác. Rồi cái áo khoác này áo khoác xám này. Áo khoác xám hàng new này mấy chị. Đây. Hơi hơi bự một xíu. Tầm người 55kg rồi lại vừa nha mấy chị. Rồi cái body xám lột cái áo khoác xám này giá của nó 58. Mát ở bên liều cái chịu body dính xăng á. Rồi cái áo khoác này 80 này. Ai lấy thì còn mình em là khoác xám này mấy chị. Khoác xám 80k nha. Đây khoác xám 80k này. Hàng new luôn nha, chất cực kỳ dày dặn đẹp nha mấy chị. Rồi chị nào mà lấy thì còn mấy cái mã số này. Còn mấy cái mã số 8 nha mấy chị nha. Cái này không nhỏ đâu chị ơi, cái này dành cho người 55 57 ký mặc cũng vừa á chị. 55 57 ký mặc cũng vừa nha, rất là đẹp luôn này, hàng new nha. Màu xám mặc lên cực kỳ trắng da luôn. Rồi chị nào mà lấy cái này thì còn mấy em nha. Chị nào lấy cái này thì còn mấy em là áo khoác này. Hả?
em lên một cái áo này mấy chị. Áo bên trong có mút ngực đàng hoàng nha. Rồi áo này 40. Chị ơi cái đó. Chị Nguyễn Thị Bông ơi, chị bị rảnh háng hả chị? Cái gì vậy, điên thiệt. Con mẹ nó bị điên hay sao, hết chuyện làm hả? Má gặp mà ngoài đời chắc có quất mấy phát. Rồi chị xe chua teo áo khoác nè, rồi em để chị nhá. Em chị để chị xe chua teo áo khoác nè. Rồi cái áo này 40k mã số 4 này, chị nào lấy thì comment với mã số 4 nha. Áo này bên trong có mút ngực dài dặn, chị nào lấy thì comment với mã số 4 này. 40k mã số 4 nha mấy chị. 40k mã số 4 nha. Mấy con mẹ này hình như nó hết việc làm hay sao á. Lấy ra lại đi. Rồi chị Lê Trinh mã số 4 này, chị Lê Trinh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Lê Trinh ơi. Chị Lê Trinh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha. Đây mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Chị Lê Trinh lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng nha chị Lê Trinh, chị đơn mới á. Rồi em tới tiếp một cái váy suông này mấy chị. Em tiếp rồi mình. Được nha chị cà chua ơi. Được nha chị. Chị không mua chị coi vẫn được mà. Cái đó là quyền của chị mà. Rồi em tới một cái váy suông này. Rồi em tới một cái váy suông này. Giá của nó là 70k mã số 7 nha mấy chị. 70k mã số 7 nha. Tầm người 53-54kg lại vừa nha mấy chị. Đây hai bên có túi như vậy luôn nè. 70k mã số 7. Chị nào lấy thì comment với mã số 7 nha. Mã số 7 70. Mã số 7 70 nè. Chị nào lấy thì comment với mã số 7 nha. Chị Lê Trinh ơi, chị cố gắng đặt đơn trên 100 giúp em nha chị nha. Chị Lê Trinh ơi, chị cố gắng đặt đơn trên 100 giúp em nha. Đặt đơn trên 100 giúp em để em đi đơn luôn nha chị. Rồi cái này 70 của chị Thanh Khuyên Nguyễn nè. Rồi chị Thanh Khuyên Nguyễn ơi, lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Ờ đúng rồi á Phạm An ơi, thiệt luôn á. Ai mà như em thì chị khỏe lắm luôn á. Trời ơi, đặt từ đầu like tới cuối like, bây giờ kêu không lấy thì cái dễ gì thì đâu. Hình như mấy bài đó không có việc làm hết. Đơn của mấy của bà đó lấy ra cho chị nhé. Mấy cái vậy? Bà lấy mấy cái vậy? Hai cái. Hai là không còn việc làm. Bạn hãng không hiểu tiếng người. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Ôi váy này dễ thương lắm luôn nè. Rồi cái váy này giá của nó 65k mã số 65 nha. 65k mã số 65 nè. Cái này thì tầm người 50kg lại vừa thôi nha mấy chị. 50kg lại vừa thôi nha. 65k mã số 65. Dạ em biết mà chị cà chua ơi. Em biết mà chị. Hàng thì rõ đẹp. Em cảm ơn chị bé luôn nha. Rồi 65k mã số 65. 65k mã số 65 này mấy chị ơi. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 65 nha. Tầm người 50kg lại vừa nè. Đây mặc trễ vai như vậy rất là đẹp luôn. 65k mã số 65. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 65 nha. 65k mã số 65 này. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 65. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe màu đỏ này mấy chị. Bên trong có mút ngực dài dặn nha. Rồi cái váy này giá của nó 80k mã số 8 nè. 80k mã số 8 nha. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 8 này mấy chị. 80k mã số 8 tầm người 50kg lại vừa nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa nha. Đây bên trong có mút ngực dài dặn 50kg lại vừa giá 80k. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 8 nè. Mã số 880. Mã số 880 nha. Dung dài không em? Dung dài em không có đâu chị ơi. Ai vậy? Dung dài em không có đâu chị ơi. Rồi 80k mã số 8. Chị nào lấy thì còn mấy mã 8 giúp em nha. Mã 8 80k nha mấy chị.
chịu đó. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Đây cái váy này mấy chị phối bill vô rất là đẹp luôn nha. Đây mấy chị phối bill vô này nè. Rồi cái váy này giá 70, mã số 7. Chắc là ngày mai em ơi, chắc là ngày mai á. Rồi 80 của chị Nguyễn Huyền. Rồi chị Nguyễn Huyền ơi, nãy chị có đặt em một đơn á, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi mã số 7 của chị Lê Trinh này. Rồi chị Nguyễn Huyền ơi, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại trên cùng một dòng thì em để hàng cái chị nha chị Lê Trinh ơi. Nãy giờ em thấy chị đặt 2-3 cái rồi. Chị không lên địa chỉ số điện thoại giùm em nha. Chị Nguyễn Huyền ơi, chị lên giùm em địa chỉ số điện thoại lại giùm em nha. Mã 7 hết rồi chị Hiền. Chị Hiền ơi. Mã 7 hết rồi chị. Rồi đây dung ngắn thế này chị ơi. Hôm nãy ai hỏi dung ngắn ta? Đây dung ngắn nè. Đây giá của nó 70k luôn. Chị nào lấy thì comment mã 1. 70k mã số 1. Em có thấy chị Hiền Lê nha. Thấy nãy giờ luôn á chị Hiền Lê ơi. Em có thấy chị nãy giờ luôn á. Rồi chị Lê Trinh ơi, em thấy rồi chị. Dạ. Dạ rồi ok chị Cà Chua em biết mà. Rồi chị nào lấy cái này thì comment cho em mã số 1 nè. 70k mã số 1, 50kg lại vừa. Dung màu cam đất này mấy chị, dung màu cam đất mặc lên cực kỳ trắng da luôn nha. 50kg lại vừa, chị nào lấy thì comment cho em mã số 1. Mã số 1 nha, chị Nguyễn Huyền ơi. Chị lên giùm em cái địa chỉ số điện thoại nha chị Nguyễn Huyền ơi. Gặp thêm một bà điên nữa. Rồi đây 70 mã số 1 này, dung màu cam 70 mã số 1, 70 mã số 1. Chị nào lấy thì comment mã số 1 với em nha. Rồi em tới tiếp một cái váy. Trời ơi cái váy body đẹp quá này mấy chị ơi. Váy body đỏ đẹp quá nè. Rồi cái body này ở bên trong là có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Bầu mặc được không chị? À chị Vân ơi, bầu nãy giờ em like qua mấy cái váy bầu đẹp lắm chị. Mà giờ em không biết còn không nữa. Đây ở phía sau của nó là cổ đổ như vậy này mấy chị. Đây phía sau của nó là cổ đổ như vậy nha. Rồi cái váy body này giá của nó 90k. Ai lấy thì còn mấy cái mã số 9 rồi ok đợi em xíu nha. 90k mã số 9, bên trong có một ngực dày dặn 50kg lại vừa này mấy chị. 50kg lại vừa, ở phía dưới này nó có một cái phần nhúng như vậy nha mấy chị. Dạ rồi ok chị, cái này tầm người 50kg lại vừa thôi. Rồi lên trên mã số 9 nè, chốt chị lên trên mã số 9 nè. Body đỏ cực kỳ đẹp luôn. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Ở phía sau của nó là cổ đổ như vậy nè mấy chị. Phía sau là cổ đổ như vậy nha. Rồi mã số 9 của chị Lê Trinh nè. Chị Mai Phương, chị đợi em xíu chị Mai Phương. Rồi em tới tiếp một cái body đỏ này mấy chị ơi. Body đỏ 70k mã số 7, bên trong có mút ngực dày dặn nha. Body đỏ 70k mã số 9 hết rồi mấy chị ơi. 70k mã số 7 nè, body nè. Tầm người 52kg lại vừa, chất co giãn tầm người 52kg lại vừa nha. Rồi chị nào mà lấy thì comment cho mã số 7. Chị hệ thống Messenger ơi, 58kg em không có rồi chị ơi. Đây. Mã số 7 70k, chị nào lấy thì comment mã số 7 với bên nè. Mã số 7 70, chị nào lấy thì comment mã số 7 với bên nha. Bên trong có mút ngực dày dặn nha mấy chị nào lấy thì comment mã số 7 với bên nha. Mã số 7 70, mã số 7 70 nè. 50kg lại vừa, bên trong có mút ngực dày dặn, chị nào lấy thì comment với em nha. Rồi tiếp một cái body hoa này mấy chị. Đây body hoa này 52kg lại vừa nè. Cái chất của nó dễ chịu lắm nè mấy chị, chất của nó cực kỳ dễ chịu luôn nha. 52kg lại vừa, giá của nó 70 luôn. Ai mà lấy thì comment cho em mã số 1. 70 mã số 1 nè, body hoa 70 mã số 1. Chị nào lấy thì comment cho mã số 1 nha mấy chị. Mã số 1 70k nha. Mã số 1 70k, 52kg lại vừa, chị nào lấy thì comment cho mã số 1 nè. Mã số 1 nha mấy chị. Rồi tới tiếp một cái body đẹp, body trắng nè mấy chị. Đây body trắng nè. Body trắng 50kg lại vừa. Rồi body trắng này giá 90 luôn. Ai lấy thì comment mã số 9. Mã số 9 90, mã số 9 90 nè. Đây body trắng nha mấy chị. Ở phía sau của nó là hở lưng như vậy nha. Đây phía sau của nó là hở lưng như vậy nè. Giá của nó 90k mã số 9, 90k mã số 9. Có cỡ chị không vậy? Không có rồi chị ơi. Hôm nay không có rồi chị Trinh ơi.
Rồi 90k mã số 9 body trắng nè, 50kg lại vừa nhá. Chị nào mà lấy thì comment mã 9 giúp em. Mã 990 body trắng nè, mã 990. Rồi Vifan mã số 9 nè, rồi chốt cho Vifan mã số 9 nha. Chốt Vifan mã số 9 nè. Rồi em tới tiếp một cái. Rồi chị Nguyễn Huyền ơi, chị đặt đồ thì chị chụp lại bỏ vô cho chị đi. Rồi em tới. Ủa không đấy, cái này bỏ vô thì sao mà rồi em tới tiếp một cái body này mấy chị. Body này dành cho người trung niên mặc nha mấy chị nha. Mã số 7 hết rồi chị ơi. Mã số 7 hết rồi nha. Rồi đây em tới một cái body này 70k nè. Body trắng hết rồi chị Thúy Hà ơi, chị comment sau ơi chị ơi. Rồi một cái body dành cho người trung niên nè, dành cho người trung niên nha mấy chị. 52kg vừa. Ờ 85. Rồi chị nào lấy cái này thì comment với mã số 7 nha, 70k nè. 70k mã số 7 52kg vừa nè mấy chị, 52kg vừa nha. 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment mã 7 giúp em. Mã 770 dành cho người trung niên mặc nè. Trời ơi cái chất vải của nó mặc dễ chịu lắm nha mấy chị. Chất vải của nó mặc cực kỳ dễ chịu luôn. Rồi đây 70k mã số 7, chị nào lấy thì comment mã số 7 giúp em. Có một cái màu xanh này mấy chị. Đây. Có một cái màu xanh rồi nè. 70k mã số 1. Có mút nha em. Vừa nha em, 53kg vừa nha. Rồi đây, 70 mã số 1, 70 mã số 1, 52kg vừa nha mấy chị. 52kg vừa nha, 70 mã 1. 70 mã 1. Không rộng đâu chị Trang Lưu ơi, tại vì cái chất của này, chất này của nó là chất chất ôm vô người đó chị. Nó không hề bị rộng tí nào đâu chị Trang Lưu ơi, cái này chị mặc đẹp nè. Em thấy cái màu kia đẹp kìa. Rồi mã 1 của Vifan này, chốt cho Vifan mã số 1 này. Trời cái này có túi mặc đẹp lắm luôn. Rồi em tới một cái váy suông này mấy chị. Váy suông Gucci này. Rồi váy suông này giá 60 mã số 6. 60 mã số 6 này, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em nha. 60 mã số 6, 55kg đổ lại là vừa nha mấy chị. 55kg lại. Lấy chị cái 70 đầu đi em, rồi ok chị Trang Lưu nha. Rồi chị nào lấy cái này comment mã 6 giúp em nè. 60k mã số 6, 55kg đổ lại vừa nha mấy chị. 55kg đổ lại vừa nha. 60 mã số 6, chị nào lấy comment mã số 6 giúp em nè. Váy suông tay dài 60k mã số 6, chị nào lấy thì comment mã số 6 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái váy xòe này mấy chị. Đây. Váy xòe cúp ngực nha. Váy xòe cúp ngực giá 70 nè. Ai lấy bên trong là có mút ngực dày dặn nha mấy chị. Đây bên trong có mút ngực dày dặn tầm người 50kg lại vừa nha. Dây nhịt thấp eo hả chị? Dây nhịt thấp eo em hết rồi chị ơi, em mới hết hàng mất rồi. Rồi đây cái này mấy chị phối bill vô cho nó nhấn phần eo lại nè. Rồi giá cái này 70k, ai lấy thì còn mấy cái mã số 7 nè. Bên trong có mút ngực dày dặn 50kg lại vừa nha mấy chị. 50kg lại vừa nha. 70k mã số 7 này, bên trong có mút ngực dày dặn này, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 7 nha. Mã số 7 70, bên trong có mút ngực dày dặn 70 mã số 7 này. Rồi mã số 7 của Na này, rồi chốt cho Na này. Rồi em tới tiếp một cái mút ngực đây. Cúc ngực bi nha, có màu đỏ với lại màu đen nha mấy chị. Rồi giá 70 luôn, 70 mã số 5. 70 mã số 5 nha mấy chị, cái này là hàng new nha. Hàng new tầm người 50kg lại vừa nè. Nó có màu hồng rồi nè mấy chị. Màu hồng với màu đen nha. Không. Đó. Rồi chị nào lấy cái này thì comment với màu này. Màu hồng hoặc là màu đen nha mấy chị. Tầm người 50kg lại vừa. Mã số 1 em có thấy chị Thúy Hà nha chị ơi. Mã số 5 nha. Mã số 5 cộng màu giúp em mấy chị ơi. Mã số 5 cộng màu giúp em nha. Nó có màu hồng nè.
Đây màu hồng với lại màu đen nha mấy chị. Màu hồng với màu đen nha. Rồi chị nào lấy màu nào thì comment màu giúp em nha. Chị nào lấy màu nào thì comment màu giúp em. Này chị Trinh vừa này. Rồi em tới tiếp một cái váy nè. Đây em tới tiếp một cái váy xòe này mấy chị. Rồi cái váy xòe này giá 70 luôn nha. 70 mã số 3, 70 mã số 3 sọc caro này. Sọc trắng đen này mấy chị, 70 mã số 3 chất co giảm tầm người 50 kg lại vừa nha. 70 mã số 3 cái này mấy chị mặc phối với lại là quần đùi màu đen bên trong rất là đẹp luôn nha. 70 mã số 3 chị nào lấy thì con mấy cái mã số 3 nha. Rồi mã số 3 của chị Kiều Kiều, em chốt chị Kiều Kiều này. Chốt với chị Kiều Kiều nha. Chị Hiền Lê ơi, hôm nay sao chị comment chậm vậy chị Hiền Lê ơi? 70. Chị Hiền Lê ơi, sao hôm nay chị comment chậm dữ vậy chị? Rồi em tới tiếp một cái dùm đen này mấy chị. Dùm đen cổ vét như vậy nha. Đây dùm đen cổ vét như vậy nè. Rồi cái dùm đen này giá 80 mã số 8. 80 mã số 8 chị nào lấy comment mã số 8 với em nha. 80 mã số 8 nè. Mấy chị mặc áo bra bên trong nha cho nó đẹp nha. Đây bên trong này. 80 mã số 8. 80 mã số 8 chị nào lấy comment mã số 8 với em nè. Ủa tin. Mã số 8 nè, rồi mã số 8 của chị Lê Trinh nè. Chị rút đây. Dạ chị. Rồi mã số 8 chốt cho Lê Trinh nha. Rồi chị Lê Trinh ơi, em chốt cái mã 8 chị Lê Trinh cho chị Lê Trinh ơi. Chốt mã 8 chị Lê Trinh nè. Rồi em lên một cái áo này mấy chị. Lên một cái áo tay dài màu xám nha mấy chị, 40 này. Tay dài màu xám 40k, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 4 này. 40 mã số 4 tay dài màu xám nha, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 4 này mấy chị. Phối với lại chân váy rất là đẹp luôn. Rồi 40 mã số 4 chị nào lấy thì còn mấy mã số 4 với em nha. Mã số 4 40k này. Đây, chất vải của nó là dạng giống như cái gì ta, len cân hả? Rồi 40 mã số 4 màu xám chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 4 này. Mã số 4 40k, mã số 4 40k. Hả? Rồi. Sẵn nó rồi mà. Rồi em tới một cái zoom đen này mấy chị ơi. Đây em tới một cái zoom đen thôi bị mô đen luôn nè. Dung đen cực kỳ mô đen luôn nha. Rồi cái này tầm người 50 kg lại vừa thôi nha mấy chị. Đây cái này là ngang cổ này. Đó qua cổ như vậy nha. Rồi cái dung đen tầm người 50 kg vừa thôi nha mấy chị. Nhưng mà một bên là, đây một bên kiểu của nó như vậy này. Một bên cái quần kiểu của nó là như vậy nha. Đó một bên của nó là xẻ như vậy này. Rồi tầm người 50 kg vừa. Chị nào mà lấy cái dung đen này thì còn mấy nha. Mã số 8 80k này. Mã số 4 của Vũ vợ thằng đầu hết mã 4 rồi chị ơi. Rồi chị nào lấy cái này comment mã số 8 với em nha. Dung đen 80 mã 8 nè. Dung đen 80 mã số 8 nha. Ở phía sau của nó là cột nơ như vậy nha mấy chị. Phía sau của nó là hở lưng nha. Hở lưng cột như vậy nè. Đó, chị nào mà chịu mặc sexy thì mặc cái này đúng đẹp luôn. Rồi dung đen mã 8 của chị Mai Phương này. Rồi chốt cái dung đen để chị Mai Phương nha. Đây hơi bị mô đen luôn á chị. Rồi mã 8 chốt chị Mai Phương này. Rồi một cái áo thun này mấy chị. Áo thun hàng new rồi mã 8 hết rồi dung góc ti ơi. Mã 8 hết rồi em ơi. Rồi cái này áo thun màu vàng 40k hàng new nè. Chị nào lấy thì còn mấy nha. Mã số 1 nè. Mã số 1 40k nha. Mã số 1 40k. Áo thun màu vàng chất thun lạnh rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái này còn mấy mã số 1 nè. Rồi mã 1 của Hằng Hoan hả? Cô Hằng hả? Cô Hằng ơi, phải cô Hằng không cô? Nếu mà đúng cô thì ok giúp con nha. Rồi em tới tiếp
tiếp một cái áo khoác nữa chị. Áo khoác này hơi bự nha. Áo khoác này dành cho nam mặc cũng được nè. Áo khoác này dành cho nam mặc cũng được nè. Rồi cô Hằng cho con lại số điện thoại luôn nha cô Hằng ơi. Cho con lại số điện thoại luôn nha cô. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác của nam này mấy chị. Ai mà có chồng thì mua cho chồng mặc nè. Rồi áo khoác này giá của nó là 60k thôi nha. 60k thôi, chị nào mà lấy thì còn mấy cái mã số 6. 60 mã số 6 nè, áo khoác của nam nè. Cái này dành cho nam nha mấy chị. 60 mã số 6 nè, chị nào lấy thì còn mấy mã số 6 giúp em. Đây có mũ luôn nè. Có mũ nha, 60 mã số 6 nè, chị nào lấy còn mấy mã 6 giúp em nha. Áo khoác nam dành cho người à. Rồi số 6 của cô Hằng luôn nè, rồi chốt cho cô Hằng mã số 6 luôn nè. Áo khoác nó vải thôi thì đẹp luôn đó cô. Có cái xét cho mình lấy chị đó. Rồi em tới tiếp một cái áo khoác len này mấy chị. Trời cái áo khoác này giống như bị mất vía vậy á. Rồi cái áo khoác này giá của nó 60 nha. Áo khoác len 60k này. Ai lấy còn mấy mã số 6 giúp em nha. Đây cái áo khoác này ba hàng nút là ba màu khác nhau nè. Đó, ba hàng nút ba màu khác nhau nha. Chất len rất là đẹp luôn, 60 mã số 6. Chất len nha mấy chị, 60 mã số 6 nè. Chị nào lấy thì comment với mã số 6 nha. Mã số 6 của chị Ngọc An. Chị Ngọc An ơi, chị đơn mới lên giùm em địa chỉ số điện thoại chị Ngọc An ơi. Đơn mới lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha chị. Đơn mới lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Đơn mới lên giùm em địa chỉ số điện thoại nha chị Ngọc An ơi. Chị Hiền lên lại la pha nữa rồi. Rồi chị Hiền lên khoan mã 6. Chị Phương Phương sao mà để bên nhà. Rồi chị Phương Phương ơi, để qua chị Phương Phương nha. Rồi chốt chị Phương Phương đi. Rồi cái đó em chốt chị Phương Phương nha. Rồi em lên một cái áo này mấy chị, 40k này. Áo 40k này bên trong có mút ngực dày dặn nha. Rồi chị nào mà lấy áo này thì còn mấy mã số 1 nè. 40k mã số 1, chị nào lấy thì còn mấy mã 1 giúp em nha. Tay là tay cánh ti nha, rất là đẹp luôn. 40 mã số 1, chị nào lấy thì còn mấy mã số 1 giúp em nha. Mã số 1. Nhỏ xíu rồi. 40 mã số 1 của Kiều Kiều này. Rồi một số 1 em chốt chị Kiều Kiều nha. Bên trong có mút ngực dày dặn nè chị. Rồi em chốt chị Kiều Kiều này. Mã số 1 chốt chị Kiều Kiều này. Rồi em tới tiếp một cái váy này mấy chị. Bà thì Nguyễn Thị Bông, Nguyễn Thị Hoa gì đây này. Rồi mã số 1 em chốt chị Kiều Kiều luôn nha. Rồi em lấy một cái váy này hàng new 85k này. Chị nào lấy con mấy mã số 85 giúp em. Kiều Kiều 85k mã số 85 này. Tầm người 52kg lại vừa nha mấy chị. 52kg lại vừa nha. Rồi chị nào lấy cái này con mấy mã số 85. 85k mã số 85 hàng new nha mấy chị nha. Hàng new chất cực kỳ đẹp luôn nè. Ngoài người ta bán tới 160 lần nè. Hàng new nha, chất cực kỳ đẹp luôn. 85k mã số 85 nè. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 85 nha. Màu đỏ nè. Ở trước bèo bèo rất là đẹp luôn. 85k mã số 85. Rồi em lên một cái set ống rộng này mấy chị. Set quần ống rộng nha. Đây, cái áo của nó là áo kiểu như vậy nè. Cái áo của nó là áo kiểu như vậy nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dày dặn nha. Bên trong áo là có mút ngực dày dặn nha. Đây, kiểu áo của nó là như vậy nha. Rồi quần ống rộng này. Rồi nguyên set này tầm người 50kg lại vừa nha chị. Tầm người 50kg lại vừa nha. Giá 80 nguyên set. 80 nguyên set, chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 8 nè. Mã số 8 nguyên set ống rộng này mấy chị. Chị nào lấy thì còn mấy cái mã số 8 nha. Nguyên set ống rộng rất đẹp luôn. 80 nguyên set, chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em. Đây, mã số 8 nha mấy chị nha. Nguyên set mã số 8 nha. Chị nào lấy thì comment mã 8 giúp em nè. Bên trong có mút ngực dày dặn nè. Đây, bên trong áo có mút ngực dày dặn nha. Rồi chị nào lấy thì comment mã số 8 giúp em nha. 80 mã 8.
Rồi mã 8 của chị phụ nữ đẹp nè. Rồi chị phụ nữ đẹp ơi, lên giùm em cái địa chỉ nha chị. Có số điện thoại chứ? Chị lên giùm em cái số điện thoại là được. Đây nè, hồi nãy bà cũng chốt màu đen nè. Trời ơi, cái bà này bà bị rảnh ra luôn á. Rồi cái này nó có màu đen rồi nè mấy chị ơi. Cái này có màu đen rồi nha. 85k có màu đen rồi nè. Chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em nè. Chị mắm đầu nành ơi, mã số 8 hết rồi chị ơi. Rồi 85k có màu đen rồi nha. Chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em nha. Mã số 85, 85k, mã số 85. Chị nào lấy thì comment mã số 85 giúp em. Mấy chị quần trên lưng cao này, quần trên đen lưng cao, rồi cái quần này lưng của nó cực kỳ cao luôn nha mấy chị. Lưng cực kỳ cao luôn nha. Rồi cái này size 26 này. Size 26 50k nha mấy chị, size 26 50k nha. Rồi áo thun màu đỏ đô 40 này. Áo kiểu đẹp vậy. Áo kiểu này mấy chị. Rồi nguyên set là 90k, chị nào lấy set này comment em là set 90 nha. Còn ai mà lấy quần thì comment em là quần 50. Quần 50k size 26 nha mấy chị. Quần 50k size 26 nè. Rồi cái áo của nó là áo kiểu như vậy nè mấy chị. Đây áo đổ như vậy nha. Mấy chị mà sợ hở quá mặc lên thôi, nó không có bị hở đâu. Mặc lên nó căng ra như vậy nè. Đó, không có hở đâu nha mấy chị. Rồi cái này 40 nha. Áo 40k, chị nào lấy thì comment em là áo 40. Áo 40 chị nào lấy comment áo 40 nè. Đây áo 40 chị nào lấy thì comment em áo 40 nha. Áo màu đỏ đô 40k, quần 50k. Chị nào lấy cái nào thì comment cái đó giùm em nha. Hết rồi hả? Đó thì còn cái gì nữa. Rồi em lên tiếp một cái áo khoác này mấy chị. Đây áo khoác này. Áo khoác 70k nha mấy chị nha. Áo 40 của chị Mai Phương. Rồi chốt áo 40 chị Mai Phương này. Rồi cái này 70 nè mấy chị. Áo khoác 70 chất kỳ dày dặn luôn. Rồi chị nào lấy áo khoác này thì comment cho là khoác 70 này. Đây mấy chị nhìn chất này. Chất của nó cực kỳ dày dặn luôn nha mấy chị. Chất cực kỳ dày dặn luôn nha. Rồi 70k chị nào lấy thì comment cho mã số 7. Rồi khoác của Thùy Tân này, rồi chốt khoác của Thùy Tân này. Rồi em lên tiếp một cái set này mấy chị, set áo màu trắng với lại là chân váy kem nha. Áo trắng với chân váy kem này. Rồi cái này giá nguyên set này 70k, nguyên set này này chị nào lấy thì comment em là mã số 7 nha. Set 70 chị nào lấy thì comment cho là set nha. Comment set cho nó đỡ nhầm nha mấy chị. Rồi cái này là free size nha. Chân váy của nó là free size nè. Rồi chị nào lấy set này thì comment cho là set 70k nè. Nguyên set chỉ có 70k thôi. Chị nào lấy set thì comment cho là set 70 nha. Đúng rồi chị Phương Phương Phan ơi. Đúng rồi đó chị. Rồi set 70 nè. Chị nào lấy set này thì comment cho là set 70 nha. Set 70k. Chị nào lấy set thì comment cho là set 70. Rồi em tới tiếp một cái set này nè mấy chị. Đây áo màu xanh với lại chân váy. Chân váy ôm này. Đây chân váy ôm nha. Rồi nguyên set này giá, nguyên set này giá của nó 70. Ai lấy thì comment em là set này. Set 70 nha. Tầm người 50kg lại vừa. Rồi chị nào lấy cái set này thì comment em là set 70 nha. Đây chân váy ôm nha mấy chị. Chân váy ôm nha. Set 70k, chị nào lấy thì comment em là set 70 nè. Set 70 nha mấy chị, set 70 nha. Nguyên set chỉ có 70 thôi. Tầm người 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment em là set 70 nha. Set 70 nè. Chị nào thả tim nha em á ta.
Rồi chị Kiều Kiều xét nè. Chị Mai Phương ơi, chị còn ở đó không chị Mai Phương ơi? Rồi chị Kiều Kiều em chốt chị Kiều Kiều xét 70 nè. Chị Mai Hương ơi 70 hết rồi. Ừ. Chị Mai Phương ơi, chị còn ở đó không chị? Xét màu vàng này còn có một xét cuối cùng thôi. Em còn có một xét cuối cùng thôi nha, xét màu vàng 160 hàng new nha. Dạ rồi, để mặc cái này cho chị xem nha. Mặc cái xét thể thao chị xem nè. Cái này là màu vàng đồng nha chị. Màu vàng đồng nha. Đó, mặc lên trắng da lắm luôn á. Đây, màu vàng nè chị. Màu này đẹp ghê chị ơi. Chị ơi, màu này đẹp lắm nè chị Mai Phương ơi. Đây, em chỉ yếm thử cái quần cho chị xem thôi nha. Tầm 55kg lại vừa nha. Ngắn, cái quần này, cái kiểu của nó là vậy á chị. Kiểu xếp 1.6. Đây, cái quần này là kiểu của nó là vậy nè, lụng lụng như vậy nha. Nếu mà chị cao á thì chị mặc nó lụng thôi. Rồi chị Kiều Kiều lấy cái set size 160 phải không chị Kiều Kiều ơi? Nếu mà lấy ok giúp em nha. Trời ơi, cái set này mặc đẹp quá. Rồi cái set này màu vàng đẹp quá nè mấy chị. Ừ, đẹp chị. Ok. Cái này là lụng nha. Rồi ok, em để cho chị Phương Phương với chị Kiều Kiều mỗi người một set nè. Cái này nó. Rồi chị Phương Phương với chị Kiều Kiều một set nha. Chị Kiều Kiều cũng lấy luôn đúng không? Rồi để chị Kiều Kiều một set này, chị Mai Phương một set này. Rồi em lên một set này nè mấy chị. Rồi cái áo của nó là màu đen bên trong có mút ngực nè. Áo màu đen ren bên trong có mút ngực. Cái này giống như dạng áo bò ra. Xét 70 là cái nào chị ơi? Xét 70 nhé. Cái nào? Chị Hiền Lê ơi, chị comment sao giờ em mới thấy rồi ta? Hằng Hoa. Hằng Hoa 160. Rồi ok, cô Hằng luôn nè. Cô Hằng lấy một xét màu vàng luôn đúng không cô Hằng ơi? Rồi em đi vô cô Hằng một xét nữa. Rồi đây, nguyên xét này giá của nó 80k. Chị nào lấy xét này comment mã số 8 với em nha. Rồi ok chị. Dạ rồi, ok ok cô nha. Còn nhớ cô ơi. Rồi đây, cái set này 80k nè. Set vàng còn không em? Còn chị ơi, set vàng đó giá của nó 160 á chị Hiền Lê nha. Tại vì cái đó là hàng new á, hàng mới á chị. Rồi cái này 80k nguyên set 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 8 với em nè. Mã số 8 với em nha. Rồi set này của chị Vải Ký Hạnh. Rồi chốt cho chị Vải Ký Hạnh set này nha. Rồi chị Vải Ký Hạnh ơi, em chốt cái này chị Vải Ký Hạnh nha. Chị Vải Ký Hạnh ơi, con mấy cái zoom này đẹp lắm nè chị. Rồi cái zoom trắng nè. Zoom trắng giá của nó 75k, mã số 75 hàng new nè. 75k mã số 75 nha. Đây 75k mã số 75 này, zoom màu trắng nha mấy chị. 50kg lại vừa nha. 75k mã số 75 nha. Hồi nãy em mới chị ơi, em lấy zoom á chị. Ai mà đặt em lấy zoom bên bạn em nha. Ai mà đặt thì em lấy giùm bên bạn em nha. Miễn sao có cho mấy chị kia là được mà. Có sao đâu mà chị phải hỏi ngược lại em chi vậy. Trời ơi khổ ghê á. Rồi cái này giá của nó 75k mã số 75 này. Chị nào lấy thì còn mấy mã số 75 nha. 50kg lại vừa nè. Rồi 75k em chốt chị Vải Ký Hạnh 75 nè. Này chị, hàng new luôn này, chị có lấy luôn không? Đây hàng new luôn nha. Hàng new luôn nha chị. Rồi cái này giá của nó 75k luôn. Ai mà lấy thì comment cho mã số 1. 75k mã số 1 này. 75k mã số 1 50kg lại vừa nha. 75k mã số 1 hàng new luôn này. Bên trong có mút ngực dày dặn luôn nha. 75k mã số 1 50kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 1 cho em này. 75k mã số 1 này. Đây. Rất là đẹp luôn, bên trong có mút ngực dày dặn hàng new nha chị. Hàng new nha, đây chất rất là đẹp luôn nè.
75k mã số 1, chị nào lấy thì comment mã 1 giúp em nè. Rồi mã số 1 của chị bảy cái hạt này. Rồi cái dâm là 170 luôn ạ. 75. Rồi cái váy đuôi cá này mấy chị. Váy đuôi cá bên trong có mút ngực dài dành này, 75k mã số 2 này. 75k mã số 2 nha. Ở phía dưới của nó là xòe, xòe nhẹ nhẹ như vậy nha mấy chị. 75k mã số 2. Chị nào lấy thì comment với mã số 2 nha. Mã số 2 50kg lại vừa, 75k mã số 2. Chị nào lấy thì comment với mã số 2 này. Rồi em tới tiếp một cái này 70 mã số 3 này. 70 mã số 3 bên trong có mút ngực cho mấy chị. Chị Minh Phương ơi, hết rồi chị ơi. Chị Minh Phương comment phía sau rồi chị ơi. Đây 70 mã số 3, 70 mã số 3. Chị nào lấy thì comment với mã số 3 này, 50kg lại vừa nha. Váy màu đỏ bên trong có mút ngực dài dành mấy chị. Đây bên trong có mút ngực dài dành nha. 70 mã số 3, 70 mã số 3. Chị nào lấy thì comment mã số 3 giúp em. Rồi em tới tiếp một cái body nè. Body tay dài nha. 70 mã số 4, 70 mã số 4 nè. Chị nào lấy thì comment mã số 4 với em nha. Chất của nó cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Chất vải của nó cực kỳ đẹp luôn nha. 70 mã số 4, chị nào lấy thì comment với mã số 4 nè. 70 mã số 4 52kg lại vừa nha. 70 mã số 4 52kg lại vừa. Chị nào lấy thì comment mã số 4 với em. Rồi em tới tiếp một cái váy này, hàng new 70 mã số 5 này. 70 mã số 5 bên trong có mút ngực dài dặn nha mấy chị. Đây mặc lên không có sợ bị hở đâu nha mấy chị nha. Mặc lên không hề bị hở tí nào nha. Mặc lên nó căng cái phần eo mình ra, không có sợ bị hở nha mấy chị. Rồi đây 70 mã số 4 nè. 70 mã số 4 bên trong có mút ngực dài dặn, hàng new nha, 50kg lại vừa nha mấy chị. Đây bên trong có mút ngực dài dặn này, hàng new luôn nha mấy chị nha. Hàng new hàng mới luôn nha. Rồi chị nào lấy cái này thì comment với mã số 4 nè. Mã số 4 70k, mã số 4 70k nè. Mã số 4 70k, chị nào lấy thì comment với mã số 4 70 nha. Mã số 4 70k. Mấy giờ vậy? 10 giờ. Rồi mấy chị ơi, em hết đồ rồi nha. Hả? Rồi tới tiếp một cái này còn màu trắng nè mấy chị. 75k mã số 5 nè. 75k mã số 5 bên trong có mút ngực dài dặn, 50kg lại vừa nha. 75k mã số 5, 75k mã số 5 này mấy chị. Trời cái màu trắng này đẹp lắm nè. Chị Lung Nguyễn ơi, màu trắng đẹp nè chị. 75k mã số 5 này. 75k mã số 5 nha. Chị nào lấy thì comment nha mã số 5. Mã số 5 50kg lại vừa, bên trong có mút ngực dài dặn nha mấy chị. Bên trong có mút ngực dài dặn nha. Chất cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào lấy cái này thì comment nha mã số 75. Mã số 75, 75k nha. Rồi mấy chị ơi, em hết đồ rồi nha mấy chị. Hết đồ rồi đúng không? Mấy chị ơi, em hết đồ rồi nha. Rồi có gì ngày mai nha. Em mà có hàng về tiếp thì em like tiếp nha mấy chị. Ngày mai ngày em mai có gì? Hàng về tiếp hả? Rồi em tới tiếp một cái váy caro này. Caro 40 mã số 4 nè. Caro 40 mã số 4 nè. Caro 40 mã số 4 nha. Caro 40 mã số 4 này, chị nào lấy thì comment nha mã số 4 nha mấy chị. Mã số 4 40k nha. Rồi mã số 4 của chị nàng tiên xanh này. Rồi chị nàng tiên xanh ơi, em chốt cái này chị nha. Chị nàng tiên xanh ở đây. Rồi mấy chị ơi, em hết đồ rồi. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Có gì ngày mai em mà có đồ hàng về tiếp thì em like tiếp nha mấy chị. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chúc mấy chị ngủ ngon, em tắt like nha. Rồi mã 4 của chị Ngọc Trà nè. Em có một cái thì em để chị Mộc Trà nha. Em chốt chị Mộc Trà nha chị Mộc Trà ơi. Ngày mai coi tiếp nha chị Thảo Hồ ơi. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Em tắt like đây.